Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Châu Review. Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé! Sau khi trở về Trang Viên, Lý Nguyên nghỉ ngơi một lát, sau đó lại đi ngục giam huyện Sơn Bảo tìm tử tù. Nhưng nhìn qua một lượt, những tử tù này đều quá yếu, ngay cả cửu phẩm cũng không có, loại này cũng rất dễ chết. Rơi vào đường cùng, Lý Nguyên lại tốn một ngày đi bắt thổ phỉ. Bắt thổ phỉ rất phiền toái nhưng lại không khó, đám giã cung phụng cùng thổ phỉ có nhiều liên hệ hắn vừa hỏi liền hỏi tới cuối cùng một tên thủ lĩnh thổ phỉ bát phẩm có chút danh tiếng quỳ xuống đất hô ra ra tha mạng lý nguyên nói thẳng ngươi chỉ có một cơ hội sống sót ngay sau đó hắn liền nói cho thổ phỉ về kế hoạch tên thổ phỉ sợ vãi đái nhưng chỉ có thể đồng ý mọi thứ đã sẵn sàng lý nguyên bà nguyên hoa ngồi trên xe lăn còn có thủ lĩnh thổ phỉ đứng ở trước một căn nhà nhỏ bỏ hoang bên ngoài phường ngân khê ngươi tên gì lý nguyên hỏi một câu thủ lĩnh thổ phỉ vội nói ta tên bảo đại tòng lý nguyên nói sự tình cũng đã nói rõ ràng với ngươi ngày thường ngươi làm điều ác gặp phải ta đáng lẽ phải trực tiếp chết bây giờ cơ hội sống này phải nắm bắt cho tốt đa tạ lão tổ đa tạ lão tổ cho tiểu nhân một cơ hội sống sau khi thủ lĩnh thổ phỉ biết vị này là huyết đao lão tổ đã sớm sợ tới mức run rẩy lý nguyên cũng không nói nhảm giơ tay lên lòng bàn tay thấm máu huyết châu bắn ra rơi vào trên người trên mặt thủ lĩnh thổ phỉ sau khi nhuộm đỏ hắn lại giơ tay lên đặt lên cửa gỗ của một nhà nhỏ bỏ hoang, dừng lại nói, "Nhớ kỹ, vào nhà, đừng làm gì cả, cũng đừng để ý phía sau ngươi có cửa hay không, lập tức quay đầu lao ra, chậm một bước chính là chết." Dạ, thổ phỉ tên là Bảo Đại Tòng tim đập điên cuồng, phong cảnh tháng 3 dương xuân xung quanh mặc dù đẹp, nhưng mỗi một luồng gió thổi vào người hắn đều làm cho hắn run sợ. Ngay sau đó, Lý Nguyên mở cửa, sau cửa hiện ra tiệm mộc quỷ dị. Hắn vừa đẩy Bảo Đại Tòng, Bảo Đại Tòng lập tức biến mất, tiệm mộc cũng biến mất trước mắt lý nguyên xuất hiện sọt cá lưới đánh cá rách nát trong nhà cá bỏ hoang mà trong không khí hỗn tạp một cỗ mùi hôi thối ẩm ướt một giây tiếp theo bảo đại tòng lại đột nhiên từ trong hư không lao ra lăn xuống đất phát ra tiếng kêu sợ hãi a a a như giết heo bà nguyên hoa kinh ngạc nhìn một màn này lý nguyên thì khom lưng giơ tay muốn thu hồi huyết châu trên người bảo đại tòng vừa thu lại chợt phát hiện những huyết châu kia đã hoàn toàn mất đi hoạt tính biến thành máu bình thường thân xác hắn ngưng tụ biết quỷ và quỷ phó không giống nhau. Quỷ phó chỉ cần ảnh huyết đi ngang qua sân khấu là được, mà đối với quỷ thì ảnh huyết dùng bao nhiêu hao tổn bấy nhiêu. Hắn liếc nhìn bàng Nguyên Hoa bên cạnh. Bà Nguyên Hoa gật đầu với hắn, tỏ vẻ có thể tiếp tục bước hành động tiếp theo. Chợt, Lý Nguyên một tát đem bảo đại tòng đánh cho gần chết, nhìn thấy thực lực tổng hợp của hắn giảm xuống khoảng 20, hắn mới mang theo thổ phỉ này bắt đầu đi dạo lung tung. Đi dạo một vòng, liên từ một giao lộ chật hẹp đi vào phố quỷ bà nguyên hoa dẫn bảo đại tòng vào ngõ hẻm đi về phía trung phủ lý nguyên thì ở bên ngoài chờ hắn không vào trung phủ từ sau khi mơ hồ đoán được động cơ hành vi của hành hài hắn cảnh giác sâu sắc về nơi đó dưới trật tự nhìn như ngay ngắn có lẽ là một trái tim cắt rau hẹ nuôi heo quỷ tiền khó kiếm nhưng giết người đoạt tiền lại dễ dàng giết người cướp tiền sẽ rước lấy danh tiếng xấu cho nên mới cần trật tự để nuôi rau hẹ nuôi lợn lý nguyên không tin cái gọi là phủ chủ trưởng lão đoàn có tu dưỡng đạo đức cao. Có lẽ là hắn nghĩ sai, có lẽ vẫn còn những vòng xoáy sâu hơn và những ba vân quỷ quyệt hơn, nhưng bất kể là loại khả năng nào, hắn cũng sẽ không liều lĩnh chạy vào trung phủ để làm đăng ký gì. Trang bị của hành hài rất đa dạng, ai biết quyển sổ hắn đăng ký có tác dụng đặc biệt gì hay không. Rất lâu sau, bà Nguyên Hoa đi ra, gật đầu với Lý Nguyên, tỏ vẻ hết thảy thuận lợi. Hai người nhanh chóng rời khỏi phố quỷ. Mà lúc này, ở sâu trong tây xương phòng số 14 trung phủ, một nữ tử mặc áo bào trắng như tuyết tóc tai bù xù đang đứng trước mặt bảo đại tòng nhưng bảo đại tòng cũng không phải đứng mà là nằm không chỉ nằm toàn thân còn bị trói đầy dây thừng nữ tử lấy ra một thanh đao mỏng như cánh ve khoa tay múa chân trên người bảo đại tòng trong mắt chết lặng mang theo suy tư và chuyên chú có vài phần tương tự đường liên lúc học khôi lỗi thuật nhưng lại si mê hơn mà giá gỗ bên cạnh còn bày biện các loại dụng cụ cùng đồ chơi cổ quái bảo đại tòng hoảng sợ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết Nữ tử lại ném một viên thuốc không biết vào trong miệng hắn, bảo đại từ lập tức cầm. Nữ tử ôn nhu nói, yên tâm, sẽ không chết. Nói xong, nàng liền đặt đao ở trên ngực bảo đại tòng, trực tiếp đâm xuống. Lý Nguyên và bà Nguyên Hoa đi trong rừng cây nhỏ bên ngoài phường Ngân Khê, bắt đầu về nhà. Giao cho vị Long Cô Nương kia, sẽ không sao chứ. Nghe được Long Cô Nương, bà Nguyên Hoa sinh ra chút cảm giác khó chịu, nàng lắc đầu nói, không có việc gì, sẽ không chết. Đưa một sơn phỉ cho một cô nương, để cho bọn họ ở cùng một phòng cũng là làm khó nàng lý nguyên nói nàng ta thích ăn bánh mật chiên đúng không ồ lần sau chúng ta sẽ mang cho nàng ta một ít nghe được từ làm khó bà nguyên hoa có chút khó hiểu mà muốn cười thật lâu sau nàng mới nói nữ nhân họ long kia rất lợi hại nhưng nàng cũng là một con quái vật bảo đại tòng ở đó cũng rất an toàn nữ nhân họ long kia có thể làm cho hắn không chết được lý nguyên cũng không có ác cảm với loại quái vật giúp hắn làm việc này hắn suy nghĩ một chút nhảy đến chủ đề tiếp theo. Bây giờ còn lại bước cuối cùng. Ừm, chúng ta đi huyện Hoa Mạch, ta tìm quỷ phó, ngài giết quỷ phó. Sau khi giết sạch quỷ phó của tiệm thợ mộc, quỷ vực của tiệm thợ mộc sẽ bị kẹt hoàn toàn. Bàng Nguyên Hòa nói chuyện làm đến bước này, nỗi lòng lo lắng của Lý Nguyên cũng thoáng buông lỏng. Lúc này, hắn cảm giác mình chính là thợ sửa nhà, nhà bị hỏng chỗ nào, hắn sẽ nghĩ biện pháp sửa chữa chỗ đó. Như thế, hắn có thể sống sót ở đây một cách an toàn. Vài ngày sau, huyện Hoa Mạch cạc cạc cạc. Ba con quạ đen ngồi xổm trên nóc nhà ngói xám, thỉnh thoảng quay đầu, nhìn những con hắc điểu đang bay trên bầu trời. Bốn con hắc điểu đang lượn giữa không trung, mà phía dưới là ba bóng dáng nhỏ bé như hạt đậu đang di chuyển nhanh chóng. Ba người này là Bàng Nguyên Hoa, Bàng Hàn và Lý Nguyên. Đối diện chúng ta, trong căn phòng trước mặt, Bàng Nguyên Hoa nhìn lên sợi tuyến trên bầu trời. Nàng dứt lời, Lý Nguyên cầm đao từ bên cạnh trèo vào trong viện xương kiếm môn, ảnh huyết bắt đầu khởi động, cơ bắp căng cứng dày đặc, độ cứng đã vượt xa sắt thép năm ngón tay cầm đao đột nhiên vung ra một đao trong viện lập tức nổi lên một trận gió lốc kinh khí cường đại răng khắp nơi tường nhà trực tiếp nát bấy gạch ngói bay loạn như bươm bướm, bướm. đao lại vung lên cả phòng bị sốc lên lộ ra nữ kiếm khách bên trong nữ kiếm khách lộ vẻ kinh ngạc sau đó lớn tiếng hỏi ngươi là ai dám cả gan xâm lấn xương kiếm môn ta lý nguyên cũng không nói nhảm trên mu bàn tay chảy ra huyết châu nóng bỏng huyết châu lăn tới lưỡi dao làm cho lưỡi đao nổi lên một vệt đỏ tươi Thân hình hắn chớp động tiến lên, một đao chém nữ kiếm khách thành hai nửa, mà chỗ miệng vết cắt quả nhiên là gỗ. Gây ra động tĩnh lớn như vậy nhưng Lý Nguyên không đi, hắn đứng tại chỗ một tay chống đao, mà bên kia, Bàng Hàn lại cầm xe lăn của Bàng Nguyên Hoa trèo tường vào trong viện, đi tới bên cạnh Lý Nguyên. Họ đều tránh đi qua cửa. Mà lúc này, động tĩnh như đá lớn rơi xuống mặt nước yên tĩnh, xương kiếm môn lập tức có phản ứng. Từng thân ảnh từ nóc nhà, từ đường xá nhanh chóng vây quanh nơi này. Tiếng bước chân không dứt bên tai chỉ chốc lát sau từng thân ảnh hạ xuống cầm kiếm vây quanh nơi đây nhưng không ai dám tiến lên nữ kiếm khách của xương kiếm môn nhao nhao cầm kiếm vây thiếu niên vào giữa lại kinh ngạc nhìn thiếu nữ trên xe lăn một nữ kiếm khách vui mừng nói đại tiểu thư bệnh của người khỏi rồi một nữ kiếm khách khác lạnh lùng nói nàng đứng cùng với hung thủ giết chết vương sư tỷ nàng đã không còn là đại tiểu thư của chúng ta nữa lý nguyên chỉ chỉ nữ kiếm khách bị hắn chém thành hai đoạn cách đó không xa nói nhìn kỹ xem đó là sư tỷ của các ngươi sao? Mọi người nhìn lại, trong đống đổ nát, hai nửa thi thể rõ ràng đã bị tách rời, nhưng vết chém lại không có vết máu, ngược lại là có mấy mầm gỗ quỷ dị đang trồi lên từ miệng cắt. Chúng vặn vẹo khúc hủy bò lên, giống như muốn liên kết với nhau, một lần nữa nối liền thân thể lại. Giả, dạ, đây là huyễn, một nữ kiếm khách quát lớn tiếng, nhưng chữ thuật còn chưa nói ra khỏi miệng, đã nhìn thấy thân hình của thiếu niên cầm đao xẹt qua mấy trượng đến trước mặt nàng chém ra một đao. Lưỡi dao lăn máu, chấn động khẽ kêu, kết nữ kiếm khách còn chưa kịp rút kiếm thì đã bị chém thành hai nửa. Mà bên kia, thanh âm của bàng Nguyên Hoa cũng vừa mới dứt, nàng cũng là quỷ phó. Tiếng nói và tiếng đao gần như đồng bộ. Nữ kiếm khách muốn nói giả, đây là huyễn thuật trực tiếp bị chém thành hai nửa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chúng đệ tử bên cạnh vốn định ra tay, nhưng sau khi nhìn thấy vết chém vẫn là mầm gỗ, ai nấy đều kinh hãi đứng tại chỗ không biết làm sao. Bà Nguyên Hoa cất cao giọng, các vị, chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng trong các vị có một số người đã bị quỷ phó lặng lẽ thay thế rồi nếu như ngươi không phải là quỷ phó thì hãy nhanh chóng kéo dài khoảng cách với người bên cạnh để tránh bị quỷ phó làm bị thương nàng vừa nói xong các nữ kiếm khách xương kiếm môn đều xôn xao và một nữ đệ tử lại lạnh lùng nói nàng đang hồ ngôn loạn ngữ chọn lời còn chưa dứt đầu nữ đệ tử này đã bay lên đầu kia rơi xuống đất còn đang nhanh chóng lớn tiếng nói khiêu khích ly gián đây là khiêu khích quan hệ của xương kiếm môn chúng ta không ít đệ tử đều lộ ra vẻ sợ hãi khó có thể nói thành lời một cái đầu trên mặt đất đang nói chuyện đầu đã tách rời thân thể còn có thể nói chuyện hình ảnh này ngay cả ban ngày ban mặt cũng làm cho người ta tóc gáy dựng thẳng hoảng sợ cái đầu kia dường như phát hiện có gì đó không đúng lại vội vàng nói huyễn thuật đây là huyễn thuật nếu không sao ta đã mất đầu nhưng vẫn còn nói chuyện được lý nguyên vừa kinh hãi vừa cổ quái nhìn quỷ phó này những thứ quỷ quái này hoàn toàn duy trì trí tuệ của con người lúc này một đệ tử ngày thường có quan hệ không tồi với bà nguyên hoa ở xương kiếm môn run rẩy nói đại tiểu thư rốt cuộc là thật hay giả bà nguyên hoa nhìn nàng một cái vẫy tay nói tiểu điệp ngươi không phải quỷ phó đến sau lưng ta tiểu điệp do dự bà nguyên hoa lại nói trước khi ngủ còn dùng chân kẹp chân ngủ không ngủ rồi còn đạp chân nữa không tiểu điệp đỏ mặt lập tức cầm kiếm chạy tới phía sau bà nguyên hoa bà nguyên hoa bình tĩnh nhìn đám người nói người được ta gọi tên đến sau lưng ta những người còn lại đều đừng nhúc nhích để tránh bị coi là quỷ phó không may bị huyết đao lão tổ ngộ sát huyết đao lão tổ chúng đệ tử chỉ nghe tên nhưng chưa từng thấy người biết là tuổi trẻ lại không ngờ lại trẻ như vậy mà trong nháy mắt này tác dụng của uy danh cũng được phát huy thanh danh của huyết đao lão tổ làm cho hiện trường trực tiếp an tĩnh lại bà nguyên hoa bắt đầu điểm danh người bị điểm danh thì chạy đến phía sau nàng những người khác cũng không dám động đậy có quỷ phó muốn phản kháng bắt giữ người bên cạnh nhưng chỉ mới động đã bị lý nguyên vung đao chém giết đoạn giao bàng hoa bàng như bàng nguyên hoa điểm danh từng người một mà số người ở đối diện càng ngày càng ít bàng thiến cũng ở trong đó nàng chớp mắt nhìn về phía lý nguyên nói tiền bối ta không phải quỷ phó ngày đó ta với ngài còn ở cùng một toa xe lý nguyên nhìn cô nương kia nói bàng cô nương nếu như ngươi có được ký ức của bàng thiến chân chính hẳn là có thể biết nàng lúc này thống khổ cỡ nào hận ngươi đến mức nào cũng nên biết ngươi đối với sư tỷ sư muội của ngươi, là nguy hại lớn đến như thế nào." Bàng Thiên đáng thương kêu lên, nhưng dù vậy, ta vẫn là ta, nàng không còn nữa, ta thay nàng sống, không được sao? Tại sao ta không thể sống?" Nàng la hét đến mặt đầy nước mắt. Lý Nguyên nói, "Ngươi chỉ nhận được một chút ký ức của Bàng Thiên thực sự, sau đó lợi dụng những tin tức này, hy vọng có được sự cảm thông, từ đó tránh khỏi một kiếp." Tiếng nói vừa dứt, Bàng Thiên vốn đang khóc kia giống như bị vạch trần, trực tiếp ngừng khóc, mặt mũi đáng thương biến mất. Thần sắc trở nên oán độc, nhìn chằm chằm Lý Nguyên. Lý Nguyên nói, thật ra ngươi nên tiếp tục khóc, nói tiếp rằng ngươi muốn sống thật tốt, thật ra ngươi cũng không có lựa chọn, ngươi chỉ là bất đắc dĩ thành quỷ phó, sau đó bất đắc dĩ đi tới nơi này. Ngươi không tự chủ được, nhưng hiện tại ngươi cũng muốn sống. Ngươi sử dụng ký ức đó để tìm kiếm sự cảm thông của mọi người, nhưng cuối cùng ngươi cũng không phải là người thật, cho nên sau khi bị vạch trần, ngươi cảm thấy chiêu trò của mình vô dụng nên dừng lại. Mà người cho dù thất bại thì vẫn không dừng lại bởi vì cảm xúc là không dừng lại được vừa nói xong hắn bình tĩnh quan sát bàng thiến bàng thiến lại là vẻ mặt mờ mịt ngay sau đó thần xác lộ ra vẻ đam chiêu mà thân hình lý nguyên đã bồng bềnh lướt tới bên người nàng một đao chém quỷ phó tiệm thợ mộc này thành hai nửa mặc dù thành hai nửa nhưng căn bản không chết chỉ là mất đi năng lực hành động quên đi thật ra cho dù ngươi làm như vậy ta vẫn sẽ giết ta chỉ nói thôi đừng coi đó là sự thật Bàng Thiến rơi xuống đất lập tức phát ra tiếng rít gào ác độc không giống tiếng người. Lý Nguyên nhìn dáng vẻ của nàng, hàn khí trong lòng bốc lên đằng đằng. Những lời hắn vừa nói chỉ là muốn thăm dò năng lực học tập của quỷ phó, nhưng quỷ phó lại đang suy tư, điều này làm cho đáy lòng hắn thu được một đáp án trầm trọng. Quỷ phó có thể trưởng thành, ít nhất là có thể điều động trí nhớ và thiên phú của nguyên chủ để học tập. Về phần lực lượng có thể trưởng thành hay không, hắn cũng không biết. Chỉ chốc lát sau, một quỷ phó là trưởng lão của xương kiếm môn chạy tới, Lý Nguyên một đao. Một lát sau, trưởng giáo bàng đạm đài chạy tới, Lý Nguyên vẫn là một đao. Rất nhiều thân thể gãy xương lạch cạch lạch cạch rơi xuống mặt đất, một số thân thể khép lại, lại bị Lý Nguyên chặt đứt. Bận rộn nửa ngày, quỷ phó của xương kiếm môn cuối cùng cũng được tập hợp đầy đủ, Lý Nguyên chất đống chúng thành một chỗ, máu bắn ra, lại đốt một mùi lửa. Trong ngọn lửa, tiếng kêu kỳ lạ vang lên không dứt, làm cho người nghe sờn gai ốc. Rất lâu sau, hết thảy mới lắng xuống, mà đám quỷ phó đã thành cho tàn mọi người lập tức đi phù nguyệt am nhưng quỷ phó của phù nguyệt am đã bắt đầu chạy trốn lý nguyên bà nguyên hoa còn có đệ tử xương kiếm môn mới gia nhập phải tốn rất nhiều khí lực cùng với thời gian chừng hai ngày mới đem những quỷ phó này chém giết lại thiêu hủy xương kiếm môn lại hoàn toàn phong tỏa cửa hàng thợ mộc bà nguyên hoa để bàng hàn lại bảo nàng tạm thời thay môn chủ ổn định xương kiếm môn bàng hàn là võ si nhưng lúc này đi với nàng và huyết đao lão tổ nên có thể phục chúng có thể ổn định thế cục còn bàng nguyên hoa thì dẫn theo bốn tên đệ tử xương kiếm môn khác trong đó có tiểu điệp theo lý nguyên chạy tới huyện sơn bảo trong huyện sơn bảo còn có quỷ phó xa lạ cần xử lý ngựa không dừng vó xử lý xong một chuyện lại có một chuyện khác chờ ngay cả nghỉ cũng không có thời gian luôn bị vây trong sự căng thẳng đây đây không phải là cuộc sống mà lý nguyên khao khát và may mắn là hiện thực dường như cũng không trùng hợp như vậy khi hắn và bà nguyên hoa lần thứ hai chạy về huyện sơn bảo bà nguyên hoa ngẩng đầu nhìn trời sau đó tiếp tục nhìn trời trong lòng lý nguyên rất tò mò nhưng hắn vẫn nhịn được cũng không hỏi chỉ chờ đáp án và câu trả lời là các tuyến trên trời đã biến mất đoàn người trở lại huyện sơn bảo lý nguyên hỏi mới biết là thương hội phúc lâm đã rời đi mà quản sự khu lều trại kia hiển nhiên là quản sự của thương hội phúc lâm giờ này khác này bầu trời trống rỗng không còn một tuyến nào vắt ngang qua nơi này điều này nói rõ quỷ phó vốn cần giải quyết đã tự mình rời khỏi huyện sơn bảo Người bình thường chắc chắn đều sẽ cảm thấy thương hội Phúc Lâm vốn hành thương khắp nơi cho nên đi qua huyện Sơn Bảo, hiện tại đi rồi, vậy hết thảy đều không có việc gì. Dù sao quỷ phó cũng không còn, việc này chắc chắn đã kết thúc, còn tra cái gì nữa. Nhưng ba người ngồi trước bàn tròn đều không cảm thấy như vậy. Lý Nguyên, Thiết Sát, bà Nguyên Hoa đang ngồi trong huyết nộ đường, nội thành. Trên bàn có một số thông tin. Những tin tức này đủ để chứng minh thương hội Phúc Lâm thật sự đã rời khỏi huyện Sơn Bảo, hơn nữa bạch tước của lý nguyên ở linh dương khẩu cũng đã thấy bọn họ đi xa cha những thứ mà bọn họ lưu lại những thứ bán ra những người từng tiếp xúc một người cũng không thể bỏ qua thiết sát lạnh lùng nói bà nguyên hoa bổ sung một câu lặng lẽ cha dứt lời hai người đều nhìn về phía lý nguyên dù sao quyết định vẫn cần lão tổ lý nguyên nhắm mắt lại suy nghĩ một lát nói đừng cha thiết sát và bà nguyên hoa lập tức lộ ra vẻ suy tư nhưng cũng không ngạc nhiên lập tức thiết sát nói tất cả đều chờ lão tổ ra lệnh. Lý Nguyên nói, tùy thời chờ tin tức của ta, chuẩn bị xuất động. Bà Nguyên Hòa lại hỏi, ta nên làm gì? Lý Nguyên suy nghĩ một chút, nói, ngươi đi tìm đường niên, xem nàng có thể thiết kế một chiếc xe lăn mới cho ngươi không. Sau cuộc họp ngắn, huyện Sơn Bảo gió êm sóng lặng, hết thảy như thường. Trong nội đường của trang viên Bách Hoa, bà Nguyên Hoa cười nhìn vị đại nữ hài kia, nàng rất thích đứa nhỏ này. Nhất là lúc đứa nhỏ này làm việc, thật giống như cả thế giới chỉ còn lại công việc trong tay nó. Điều này làm cho nàng không hiểu sao nghĩ tới vị nữ nhân đáng sợ họ Long kia. Mà trên nóc nhà cao tầng nào đó trong phường Ngân Khê, có một hắc điểu đang lẳng lặng ngồi xổm. Lý Nguyên không muốn đà thảo kinh xà, cho nên muốn tự mình xem trước có dị thường gì hay không, vất vả đúng là vất vả. Nhưng ngăn chặn vấn đề từ lúc mới bắt đầu, dù sao vẫn tốt hơn so với chờ sự tình bộc phát mới mệt mỏi ứng phó. Hắn ngồi ở nội đường trong thư phòng, nhấc bút viết lên giấy một số câu thơ mà hắn thấy trước khi xuyên qua. Quan tưởng đồ, cần ý cảnh, ý từ thơ đến cảnh từ họa ra quân bất kiến hoài nam thiếu niên du hiệp khách bạch nhật cầu liệp dạ ủng trịch hô lư bách vạn trung bất tích báo cừu thiên lý như chỉ xích thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành sự liễu phất y khứ thâm tàng thân giữ danh bình minh phất kiếm chiêu thiên khứ bạc mộ thủy tiên túy tử quy đây là những câu thơ của lý bạch lý nguyên cảm thấy có thể từ trong câu thơ của thi tiên cùng họ này tìm được ý sau đó liên kết với sinh mệnh đồ lục của mình hình thành quan tưởng đồ về phần họa lúc trước hắn đã thỉnh giáo liễu trường sùng một ít bút pháp đơn giản và lục phẩm bởi vì tăng cường trí nhớ và ngũ giác cảm xúc và sự phối hợp của cơ thể nên lúc rời khỏi huyện thiên nam hắn đã có thể vẽ đơn giản những gì suy nghĩ trong lòng sau đó trong khoảng thời gian sống một mình bên hồ ngân khê hắn lại lợi dụng thời gian rảnh rỗi lấy cành cây để phát họa vẽ tranh hiện tại hoàn thành một bức tranh là không có vấn đề gì lúc này hắn viết thơ một hồi liền nhắm mắt lĩnh hội cảm nhận được mệt mỏi lại yên lặng quan sát phố xá sầm uất trong huyện sau khi vào đêm. Thời gian trôi qua, sắc trời đã tối. Vào đêm, ban đầu là tử lâu bận rộn, sau đó là thanh lâu bận rộn. Hát điểu bay lượn. Trong lúc Lý Nguyên đang kiên nhẫn quan sát thì ngoài cửa truyền đến tiếng quải trượng cộc cộc quen thuộc, sau đó vang lên tiếng gõ cửa từ nửa dưới của cửa. Hắn cười đứng dậy, mở cửa, sau cửa là áo bông nhỏ đang thở phì phò, còn có Diêm Nương Tử đuổi theo ở phía sau. Diêm Nương Tử vừa vặn chạy đến trước cửa, có chút bất đắc dĩ đối diện với ánh mắt của nam nhân nhà mình, nói, nữ nhi của chàng nhất định phải gặp chàng. Cha ơi, một con quạ đen đậu trên vai của áo bông nhỏ, nàng đang giơ tay muốn ôm. Lý Nguyên liếc nhìn quạ đen, phát hiện thực lực tổng hợp của con quạ này đã biến thành 9 đến 11, hắn ôm lấy tiểu nữ hài, sau đó nói, cha đang bận, con cùng nương trở về ngủ trước đi, được không? Áo bông nhỏ bặm môi, tủi thân, rất không vui. Diêm nương tử bất đắc dĩ mỉm cười. Phía sau cô, gió đêm vẫn lạnh, bóng cây lắc lư. Lý Nguyên nói, đều vào đi. Diêm nương tử nói, có ảnh hưởng đến chàng không? Lý Nguyên nói, cũng không có gì, ta đang giám sát phường Ngân Khê. Lúc trước trong thương hội Phúc Lâm có quỷ phó, mặc dù hiện tại bọn họ đi rồi, nhưng ta lo lắng bọn họ để lại thứ gì. Diêm nương tử đã bị cuốn vào những chuyện này mà tiểu thánh trời sinh kỳ dị, vốn cũng ở trong giới này, cho nên Lý Nguyên cũng không có giấu giếm các nàng điều gì. Diêm nương tử bừng tỉnh nói, tướng công là sợ đả thảo kinh xà cô vừa nói vừa đi vào trong phòng sau đó lại trở tay đóng cửa lại lý nguyên ôm áo bông nhỏ vào trong ngực sau đó một lần nữa ngồi xuống trước bàn diêm nương tử cũng tiến lại gần vừa nhìn câu thơ trên bàn lập tức ngẩn người lại phẩm phẩm sau đó nói viết thật hay lại nhìn một chút lại nói ta không viết được lý nguyên cũng không có cách nào giải thích lại không muốn lừa nương tử nên chỉ mỉm cười sau đó tiếp tục quan sát huyện sơn bảo hắn ôm áo bông nhỏ áo bông nhỏ cũng rất hạnh phúc trong khi nàng vui vẻ, ngoại trừ một con quạ ở trong phòng, còn có một con quạ đen đứng ở bên cạnh Hải Đông Thành, lại có bốn con quạ đen khác bay vào trong bóng đêm đi tìm hắc điểu trong thành, giống như chơi trò chơi bịt mắt trốn tìm với Lý Nguyên. Cho dù Lý Nguyên căn bản không tiến vào trạng thái trò chơi này, một mình áo bông nhỏ cũng hứng thú bừng bừng mà chơi. Quạ của nàng không chỉ thực lực từ 8 đến 9 biến thành 9 đến 11, mà ngay cả số lượng cũng từ 4 con biến thành 6 con. Quạ đen bay bay tìm được một con hát điểu, liền rát một tiếng rơi xuống. Lý Nguyên nhìn thấy quạ đen, có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ áo bông nhỏ trong ngực, nói, đừng phát ra âm thanh, cha đang làm việc. Áo bông nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, mà đám quạ đen cũng cung kính đứng ở trên nóc nhà, hòa vào trong bóng tối, không phát ra âm thanh nào. Mắt quạ đen cuồng loạn, lông vũ cũng trở nên cứng rắn, đầu cánh chim lộ ra sự sắc bén quái dị, nếu lấy lông vũ đó rạch cổ người, e là cổ này cũng sẽ dỉ máu. Diêm nương tử ngồi một lát, lại cười đứng dậy nói, ta có hầm chút cháo bát bảo, cho thêm không ít táo đỏ, để ta bưng tới cho hai người. Cứ như vậy. Thời gian thoáng qua đã là ba ngày. Ngày thứ ba, sau nửa đêm, trong một gian phòng ở thiên hương lâu xuất hiện một cảnh quái dị. Một ca kỹ lấy ra một lư hương nhỏ, sau đó dâng ba nhánh hương, quỳ gối trước không khí, lễ bái. Sắc mặt thành kính, khóe miệng lại mang theo vẻ quỷ dị, hai má ửng đỏ nhàn nhạt, nhạt, đó là do bôi son phấn. Nhưng trong không khí rõ ràng không có gì. Ca kỹ lễ bái thành kính, như là bị điên, như là bị ma nhập. Hắc điểu nhìn từ xa, thị lực của nó thật ra là thị lực của Lý Nguyên, tất cả mọi thứ ở xa đương nhiên đều bị phát hiện. Ca kỹ nhanh chóng bái lại, sau đó cất lư hương, mà bên ngoài dường như có người đang gọi tên của nàng, nàng chạy ra ngoài. Hắc điểu dương cánh siêu một cái, lướt tới trước cửa sổ. Quạ cũng đi theo. Hắc điểu muốn mở cửa sổ, bay vào, nhưng rất vất vả, dù sao hắc điểu cũng không có tay. Móng vuốt quạ đen nhẹ nhàng đá, lại rón rén cào một cái, trực tiếp móc ra cánh cửa, sau đó cùng Hắc Điểu bay vào trong phòng, giấu mình ở trên sàn nhà. Mà một lát sau, ca kỹ kia lại trở về, nàng cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy hộp son ra, ngồi trước gương đồng trang điểm. Màu son kia đặc biệt diễm lệ, mà khuôn mặt ca kỹ chẳng biết vì sao lại rất tái nhợt. Khuôn mặt tái nhợt, phối hợp với son phấn diễm lệ, thật giống như đang hóa âm trang, đang trang điểm cho người chết. Quạ và Hắc Điểu lặng lẽ nhìn theo. Một lát sau, ca kỹ dường như đã trang điểm xong, nàng nằm lên giường, cẩn thận nhét hộp son dưới gối, rồi ngủ thiếp đi. Đợi đến đêm khuya, hắc điểu hạ xuống, muốn lấy hộp son, nhưng thiếu chút sức lực. Quả đen bay xuống, móng vuốt mạnh mẽ đào bới, lại thô bạo cào một cái, trực tiếp moi ra được hộp son dưới gối. Ca kỹ kia lập tức bừng tỉnh, xoay người nhìn lại, nhưng hắc điểu đã sớm kéo chân lên giữa không trung che khuất tầm mắt của nàng, ngay sau đó xoay người sông mạnh. Quả đen cầm hộp son, cùng bạo đập vỡ cửa sổ, ngay sau đó hai bóng đen lao ra, trong không khí tràn ngập tiếng cười vui vẻ trong thư phòng của trang viên bách hoa tiểu cô nương ở trong ngực lý nguyên cười trẻ con diêm nương tử bên cạnh cười vô cùng kinh ngạc nhịn không được hỏi cha con hai người làm gì vậy lý nguyên gãi gãi đầu phối hợp với nữ nhi mới hơn một tuổi của mình là điều mà hắn không ngờ tới trên đường phố ca kỹ kia dường như đã mất đi thứ gì đó cực kỳ quan trọng đang điên cuồng đuổi theo điên cuồng hô trả lại cho ta trả lại cho ta nhưng quạ đen và hắc điểu vui vẻ bay, chỉ chốc lát sau đã không còn bóng dáng. Ca kỹ thậm chí còn không nhìn thấy là thứ gì lấy hộp son của nàng, lúc này mới ở trên đường khóc hô, cướp, cướp, người đâu, có người cướp. Chẳng mấy chốc, tạp dịch huyết đao môn tuần phố nghe được động tĩnh chạy tới, vừa nghe có cường đạo, lập tức nghiêm nghị. Trong phường Ngân Khê có cường đạo, vậy còn nghe được sao? Vì thế, các tạp dịch lần lượt xuất động, bắt đầu giúp vị ca kỹ này tìm kiếm phi thiên đại đạo, nhưng làm thế nào cũng tìm không thấy. Trên không trung, quạ đen lẳng lặng nhìn đám người tìm khắp nơi như ruồi không đầu, tiểu thánh ở trong ngực cha cười khanh khách. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài thư phòng vang lên thanh âm uịch uịch, bên cửa sổ truyền đến tiếng gõ cửa. Diêm nương tử đi mở cửa sổ, trên mép cửa sổ là một con quạ đang đứng rất lễ phép, móng vuốt quạ đen đưa hộp son cho Diêm nương tử, lại bay đi. Diêm nương tử lại đưa cái hộp cho Lý Nguyên. Lý Nguyên giơ tay khẽ vuốt, vào tay âm lãnh, có cảm giác như chạm vào băng điều này làm cho hắn nghĩ tới mộc nhân ngẫu trong thanh trang bị của mình nhưng cái hộp này dường như cũng không phải là trang bị nếu không hẳn là hắn có thể trực tiếp nhét nó vào thanh trang bị mới đúng hắn trông má suy nghĩ một lát trong đầu hiện ra bộ dáng ca kỹ kia thắp hương lại bái về phía không khí chẳng lẽ nói trang điểm là có thể nhìn thấy một ít tồn tại mà người khác không thể nhìn thấy ngón tay lý nguyên nhẹ nhàng gõ lên bàn cái hộp so này có phải là do thương hội phúc lâm lưu lại hay không liệu thương hội có để lại nhiều hộp như vậy không hắn nhìn phường ngân khê đang sôi trào giữa đêm khuya nhìn đám tạp dịch đang vội vã giúp đỡ ca kỹ kia tìm kiếm đạo tặc trên mặt lộ ra nụ cười ca kỹ tên là đồng tiểu lan lúc này nàng đang thấp thỏm ngồi trong đại sảnh nha môn chỉ có điều người ngồi ngay ngắn ở trên đại sảnh cũng không phải huyện lệnh mà là một đệ tử nội môn huyết đao môn đệ tử nội môn này với vẻ mặt tức giận nói chị an phường ngân khê ta luôn luôn tốt đẹp vậy mà lại xuất hiện đạo tặc bực này thật sự là cả gan làm loạn đồng cô nương, ngươi đem sự tình thuật lại, chúng ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Lúc này đồng Tiểu Lan mới rủ gì nói. Trong lúc đó, đệ tử nội môn này dẫn đạo dẫn lời, đồng Tiểu Lan vì tìm về hộp son nên cũng nói không trở lại chút gì. Rất lâu sau, nàng mới thương tâm mà rời đi, lại chờ mong huyết đao môn vì nàng tìm về vật bị mất, chém giết đạo tạc kia. Theo cửa nha môn đóng lại, tạp dịch đi hết, lúc này đệ tử ngồi ngay ngắn trên vị trí huyện lệnh mới đứng dậy, vòng qua bình phong bên cạnh, cung kính thi lễ với lý nguyên ngồi ngay ngắn phía sau hỏi lão tổ ngài còn muốn ta làm gì nữa không lý nguyên nói giúp nàng tìm thanh thế lớn một chút phường ngân khê ta làm sao có thể có đạo phỉ lợi dụng tất cả con đường và nếu có thể tìm ra cho ta tất cả hộp son vâng đệ tử kia cung kính đáp lời lại có chút do dự nói cái hộp son kia là do tiền đại tặng cho nàng mà tiền đại lý nguyên nói hỏi như bình thường vâng lão tổ ta hiểu rồi sau đó Huyết Đào Môn lấy cờ hiệu đi hỗ trợ, tìm hiểu nguồn gốc, lục soát hộp son sạch sẽ. Sau đó bọn họ thu lại, Lý Nguyên trực tiếp đi lấy hàng. Về phần đạo tặc thì bắt mấy tên đạo tặc ngoài thành làm quỷ chết thay, còn hộp son đã sớm bị bọn họ tiện tay đánh mất. Theo mấy tên đạo tặc này bị chém giết, sự tình cũng hạ màn. Chủ nhân của những hộp son phấn này cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm, khóc như cha mẹ chết, nhưng cũng không có biện pháp. Hộp đã bị những tên trộm chết tiệt làm mất, và những tên trộm chết tiệt đó cũng đã chết còn có thể làm gì khác trong lúc đó tiền đại cũng là vẻ mặt mơ hồ ngày đó y vốn định tặng hộp son cho lý trưởng lão nhưng sau khi biết lý nguyên lại là lão tổ y lại không đưa ra mà là cầm đi nịnh nọt một ca kỹ thiên hương lâu về sau khi nghe được lão tổ tự mình điều tra y cũng dốc hết vốn liếng để phối hợp mấy ngày sau năm hộp son được đặt lên bản sách của lý nguyên mà từng phong thư báo thì từ bên ngoài truyền đến những phong thư này ghi lại tình trạng tiếp theo của những chủ nhân hộp son phấn lúc đầu là điên náo loạn, khóc, sau đó đều sinh bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi, nhưng có vẻ tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là có chút giống vừa mới hết bệnh điên. Lý Nguyên mở ra những phong thư kia. Hắn đã xác định, vị quản sự thương hội Phúc Lâm kia chính là quỷ phó. Quỷ phó này rất có thể có liên quan đến Liễm Y trai ở Ngọc Kinh, mà Liễm Y trai dường như là một thế lực lớn. Thế lực lớn như vậy cũng không phải chuyên môn tập trung vào địa phương nhỏ như huyện Sơn Bảo, mà có thể là đang giăng lưới rộng khắp. Hộp son phấn này là lưới của họ chỉ chốc lát sau bà nguyên hoa đẩy xe lăn vào cửa cùng lý nguyên nhìn mấy thứ này thật lâu sau bà nguyên hoa đột nhiên nói đây rốt cuộc là liễm y trai hay là liệm y trai áo liệm tức là quần áo cho người chết mặc một tiệm bán quần áo bình thường sao lại dùng cái tên này cho dù chỉ là âm điệu tương tự cũng sẽ cố gắng tránh trừ phi bọn họ vốn là bán quần áo người chết lý nguyên nhìn về phía năm hộp son phấn kia cảm thấy rất phỏng tay hắn suy nghĩ một chút quyết định dùng biện pháp cũ tìm tử tù hoặc là đạo phỉ hung ác cùng cực thử xem. Ngày hôm đó, một nam tử tù bị đưa tới mật thất. Tử tù này là một kẻ lười biếng, nương tử của gã ở bên ngoài kiếm tiền. Kẻ lười biếng này bởi vì ghét bỏ nương tử kiếm ít mà đánh chết nương tử, sau đó chôn ở trong viện. Kết quả bởi vì chôn quá nông, mùi hôi thối bốc lên để cho người ta phát hiện, sau đó bị bắt giam vào đại ngục huyện Sơn Bảo. Về sau thân quyến của kẻ lười biếng này có không ít người đưa tiền cầu tình, hy vọng giảm bớt hình pháp, nhưng chưa từng được đồng ý trong mật thất một gã đệ tử nội môn huyết đao môn đứng trước bình phong trực tiếp ném hộp son phấn cho tử tù này nói bôi lên thử xem sau đó nói ra toàn bộ những gì ngươi nhìn thấy nếu phối hợp tốt có thể làm giảm tội ác của ngươi tử tù vội vàng phối hợp sau bình phong lý nguyên lẳng lặng nhìn qua lỗ thủng hắn nhìn tử tù trang điểm nhìn tử tù lộ ra biểu tình say mê sau đó nhìn tử tù đột nhiên khiếp sợ đứng lên nhìn chung quanh giống như chung quanh hắn không còn là mật thất đen gì mà là đổi thành địa phương khác ngay sau đó tử tù bắt đầu ngơ ngác ngẩn người sau nửa nén nhang trên mặt gã lộ vẻ mừng như điên ngay sau đó lại trở nên thành kính sau đó hướng không khí bái lại bắt đầu dập đầu như điên cảnh tượng này đệ tử nội môn huyết đao môn cũng nhìn mà rét run nếu không phải là lão tổ ở phía sau bình phong e là y muốn trực tiếp rút đao chém nam nhân trước mắt nửa canh giờ sau tử tù kia không dập đầu ánh mắt trở nên trống rỗng chợt lại chậm rãi khôi phục tỉnh táo việc đầu tiên sau khi gã khôi phục chính là chạy đi cướp lại hộp son kia nhưng bị đệ tử nội môn một cước đạp ngã xuống đất. Trường đao âm vang ra khỏi vỏ, hàn quang kết thúc, đặt ở trên cổ tử tù này, thấy gì? Lúc này tử tù mới ý thức được hoàn cảnh của bản thân, gã thống khổ vươn tay muốn bắt lấy cái hộp son kia. Đệ tử nội môn nói, thành thật nói ra, hộp sẽ cho người. Tử tù lúc này mới thành thật kể lại. Mà bên cạnh còn một đệ tử phụ trách ghi chép lại, tiên nhân, ta thấy tiên nhân. Tiên nhân bay trên không trung, tiên sơn rất đẹp. Ta quỳ gối trước cung điện, ta biết chỉ cần ta đủ thành kính, tiên nhân sẽ dẫn ta vào tiên môn. Từ tu kể lại đầu đuôi, lại miêu tả sinh động như thật những cảnh tượng gã nhìn thấy. Quỳnh lâu ngọc vũ, vân khí mờ mịt, linh hoa linh mộc, có tiên tử bay giữa trời, còn có tiên nhân cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn giữa trời, lấy phù vân làm bổ đoàn. Nhân gian đại lục như bụi mù, mênh mông thương hải như nước trong chén. Mà cảnh tượng này, chỉ cần đứng trên tiên sơn là có thể nhìn thấy. Cửa vào tiên sơn có một pho tượng tiên nhân bằng ngọc, tử tù liền lễ bái với tượng ngọc kia hy vọng có thể cảm động tiên nhân để tiên nhân thu gã nhập môn về phần làm sao gã hiểu được những điều này lại tựa như là nhận thức chung ai cũng biết ta đã nói hết những gì ta thấy rồi mau đưa ta cái hộp tử tù tham lam nhìn hộp son dường như sinh mệnh của gã vì thứ đó mà trở nên bé nhỏ không đáng kể đệ tử nội môn nói vẽ ra dáng vẻ của tiên nhân và tiên sơn hộp sẽ cho người tử tù cố gắng vẽ nhưng kỹ thuật vẽ của gã rất bình thường vì thế đệ tử nội môn này lại đi mời một vị đệ tử am hiểu vẽ tranh trong nội thành, dưới sự nỗ lực của mấy người, mới vẽ tiên nhân và tiên sơn ra. Bức tranh này, ngoại trừ tử tù, tất cả mọi người đều sởn gai ốc. Đó đâu phải là tiên nhân hay tiên sơn gì. Đó là một phủ trạch cổ pháp, trên phủ trạch treo từng chiếc đèn lồng đầu người. Những chiếc đèn lồng đầu người đó còn đang nói chuyện, biểu tình khác nhau, không khác gì khi còn sống. Dưới đèn lồng, có một ác quỷ áo liệm đang ngồi. Trước phủ trạch thì có một vũng nước đọng, trong nước động đang trôi nổi rất nhiều quỷ ảnh. Đưa đây, đưa đây. Tiếng la hét cuồng loạn từ trong miệng tử tù truyền đến, gã thừa dịp mọi người ngẩn người, đột nhiên xông tới muốn cướp cái hộp. Đệ tử nội môn phản ứng mau lẹ, một cước đá ngã gã, sau đó rút đao hướng về phía gã. Sau bình phong, bóng người chớp động, Lý Nguyên bồng bình đi tới phía sau tử tù, một trưởng đánh gã ngất xỉu, sau đó ném cho nội môn đệ tử nói: "Hôm nay hành hình." "Vâng, lão tổ." "Còn nữa, tất cả chuyện hôm nay đừng tiết lộ ra ngoài." vâng mọi người đồng thanh trả lời lý nguyên khép hộp son lại nhìn thoáng qua bức tranh kia lẩm bẩm nói quả nhiên là liệm y dứt lời hắn trực tiếp đặt bức tranh lên ngọn nến ngọn nến nóng rực nuốt chừng bức tranh tiên sơn tiên nhân chỉ chốc lát sau đã đốt thành một nhúm cho tàn lạnh lẽo lý nguyên đi ra ngoài phòng dưới ánh mặt trời ánh sáng mùa xuân mặc dù ấm áp nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy rất lạnh nếu hắn vì quản sự đó đã đi mà không chú ý đến việc này vậy sau này quả thật không biết sẽ như thế nào ác quỷ áo liệm đèn lồng đầu người quỷ ảnh nước đọng hắn khó có thể tưởng tượng những người trang điểm cho bản thân này sau khi không ngừng tế bái sẽ mang đến điều gì cũng không rõ người đứng sau rốt cuộc có mục đích gì nhưng may mắn hắn đã sớm ngăn chặn hết thảy cắt đứt mối nguy hiểm này khi nó vẫn còn đang nảy mầm sau đó hắn tìm thiết sát bảo thiết sát đi liên lạc với hai huyện khác bảo bọn họ cùng nhau tìm kiếm và kiểm tra xem trong huyện mình có hộp son như vậy hay không vào đêm lý nguyên trở lại trong phủ tìm được bàng nguyên hoa đang ở trong xương phòng nội đường vị này tạm thời ở lại trang viên bách hoa ở lại cùng nàng còn có bốn gã đệ tử xương kiếm môn bàng cô nương đêm khuya quấy dày mời tiền bối nói lý nguyên kể lại chuyện ban ngày một lần lại hỏi hộp so này ngươi có cách nào xử lý không hắn chưa từng lăn lộn ở trung phủ nhưng bàng nguyên hoa lại từng cho nên bàng nguyên hoa là một con mắt để hắn thăm dò trung phủ cứ như vậy mặc dù hắn không vào trung phủ nhưng cũng có thể có được con đường thu được tin tức của trung phủ. Bà Nguyên Hoa chắc chắn hiểu rõ về trung phủ và con phố quỷ thần bí kia nhiều hơn hắn. Bà Nguyên Hoa lặng lặng quan sát những cái hộp kia, nói, có lẽ có thể mang đến phố quỷ, ta nghe nói từng có hành hài bán được đồ cho quỷ. Tiền bối có thể đem hộp này giao cho Nguyên Hoa, sau khi Nguyên Hoa bán đi, sẽ mang về quỷ tiền cho tiền bối. Lý Nguyên nhìn năm củ khoai lang phòng tay, trực tiếp đưa cho bà Nguyên Hoa hắn không muốn dính dáng gì đến liễm y trai ở ngọc kinh ngày hôm sau tiểu điệp đẩy bà nguyên hoa đi loạn trên hành lang gấp khúc quanh co của trang viên bách hoa nửa canh giờ sau bà nguyên hoa tiến vào phố quỷ chờ đến khi đi ra nàng lại đem một tờ một phân một tờ ba ly hai tờ một ly đưa tới phía sau lý nguyên tiền bối quả nhiên có quỷ mua hộp son phấn này nó cho ta chừng này tiền lý nguyên nói tổng cộng 15 ly nói cách khác hộp son này là ba ly một cái xem ra cũng không phải vật phẩm quý giá gì hắn cũng không nghi ngờ bà Nguyên Hoa tham ô tiền, đây là một tín nhiệm cơ bản của cả hai người. Hắn thu hồi quỷ tiền, nhìn thanh trang bị, trang bị 1 giờ 3 phút phân, một phân, 2, 3 ly, 2, một ly. Đột nhiên bà Nguyên Hoa lại nói, ta sẽ chuẩn bị một danh sách đạo cụ cho tiền bối, liệt kê các đạo cụ mà phố quỷ có thể mua, tác dụng và giá cả của chúng. Nhưng những tin tức này rất khó dò được, cho nên việc bổ sung danh mục đạo cụ sẽ chậm hơn. Nàng là một nữ nhân thông minh, vì vậy nàng ấy bắt đầu đóng vai trò của mình lý nguyên cũng có qua có lại nói cần quỷ tiền thì cứ nói với ta vâng tiền bối bà nguyên hoa dịu dàng hành lễ sau đó lại gọi tiểu điệp ở phía xa đẩy xe lăn đi tìm đường niên đường niên nói sẽ thiết kế lại xe lăn cho nàng hôm nay có lẽ có thể đi xem bà nguyên hoa rất thích đứa bé đó mà lý nguyên thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng cảm thấy chút an bình cuối cùng có thể yên tĩnh một thời gian an bình sau khi áp lực nặng nề biến mất bỗng nhiên cho hắn một loại bình tĩnh đã lâu không gặp đột nhiên linh tư như suối trào rất nhiều suy tư trong đầu cũng sâu chuỗi lại theo quỹ tích sinh mệnh đồ lục chúng bắt đầu hội tụ thành hình hắn một lần nữa mở giấy ra nâng bút suy nghĩ một chút viết câu hô lư bách vạn trung bất tích báo cừu thiên lý như chỉ xích vậy thì vẽ một bộ hiệp khách đồ thiếu niên không phụ thời cơ đột nhiên đến này hắn đắm chìm vào cảnh giới huyền diệu nào đó vung mực hội họa trên trang giấy mỗi một nét bút đều rất gian nan mỗi một nét bút cũng đều rất tận hứng hắn vẽ một ngày một đêm chuyên chú quên mình, chư thần vô niệm. Trong nắng sớm ngày hôm sau, thiếu niên rốt cục thở phào nhẹ nhõm, gắp bút xem tranh, cẩn thận quan sát, sau đó, cười lên, thành công, quan tưởng đồ. Sinh mệnh đồ lục. Thành công rồi. Nhưng ý cảnh trong đầu hắn dường như còn chưa tàn đi, có lẽ ý cảnh chưa tan đi kia còn có thể giúp hắn vẽ thêm một bản nữa. Cùng một sinh mệnh đồ lục, nhưng, nhưng lại là quan tưởng đồ khác nhau. Bình minh, tiểu viện, ánh mặt trời đượm vàng tháng 3 gió thổi lên liễu xanh ven hồ, hoa hạnh đầu tường, Lý Nguyên suy tư nhìn bức tranh trước mặt. Trên tranh có hiệp khách ngàn dặm lấy đầu người, chính khí hạo nhiên, ghét ác như thủ, ngàn dặm vạn dặm chỉ chờ rảnh rỗi, một người cầm kiếm vân cùng nguyệt. Nguyên bản hắn đã tìm được quỹ tích, chỉ còn mỗi ghép ý cảnh vào quỹ tích này, lúc này, hắn tìm được cơ hội, liền tuân theo quỹ tích, vẽ ra một bức quan tưởng đồ. Đây là một bức tranh vẽ anh hùng, là thiên lý hiệp khách quan tưởng đồ. Nhưng, bản thân Lý Nguyên cũng rất nghi hoặc, hắn rõ ràng không phải anh hùng vì sao có thể vẽ ra cái này nghĩ lại có lẽ anh hùng chiếm một phần ý cảnh trong lòng hắn nhưng không phải toàn bộ vậy là hắn rõ ràng đã vẽ xong đồ rồi nhưng ý vẫn chưa hết ý của hắn còn chưa hết bởi vì ý hắn vẽ ra cũng không phải là tất cả ý của hắn hắn vẽ ra thiên lý hiệp khách quan tưởng đồ anh hùng khí trong lòng theo ngòi bút lặng lẽ tuôn ra như được phát tiết sau đó trở về bình tĩnh cho nên những khí phách khác lại đột nhiên tuôn ra càng ngày càng rõ ràng và mãnh liệt hiện ra ở trước mắt hắn. Vậy thì vẽ lại. Lý Nguyên lấy giấy, cầm bút. Ngoài cửa, có nha hoàn Tiểu Lan muốn đưa cơm cho lão ra, dù sao lão ra đã một ngày một đêm không ra khỏi cửa. Nhưng không biết từ lúc nào Diêm Nương Tử đã tới nơi này, cô ngăn Tiểu Lan lại, nói, đừng quấy rầy hắn. Nhưng mà đã lâu rồi lão ra không ăn gì. Bình thường Lý Nguyên đối nhân xử thế không tệ, ngay cả Tiểu Lan cũng lo lắng cho hắn. Diêm Nương Tử không giải thích, chỉ nói, vậy chờ lão ra tự mình đi ra bất kể là ban ngày hay ban đêm chuẩn bị tốt cơm nước chờ hắn là được để cho bất cứ lúc nào hắn cũng có thể ăn được một miếng cơm nóng hổi tiểu lan vội vàng đáp lại rồi lui xuống bạch y mỹ phụ thì đứng ở ngoài cửa vòm trăng tròn lịch sự tao nhã đưa lưng về phía lý nguyên trong viện xuất thần nhìn phương xa không biết đang suy nghĩ cái gì khi chất thôn nữ quanh thân cô đã rút đi nhưng ánh mắt thâm thúy vẫn thuần túy như cũ mà trong viện anh hùng khí trong lòng lý nguyên đã đi hết tiếp đó chính là vật cực tất phản sinh ra một cỗ tử khí tà khí giống như lực lượng tích cực hướng lên trong lòng người hao hết vậy thì rất có thể thứ còn lại là tiêu cực sai đọa hắn cầm bút mực tẩu long xà ở trên giấy lại viết mấy dòng thơ nam sơn hà kỳ bi quỷ vũ sái không thảo trường an dạ bán thu phong tiền kỷ nhân lão ngô bất chi thanh thiên cao hoàng địa hậu duy kiến nguyệt hàn nhật noãn lai tiên nhân thọ thực hùng tác phì thực oa tác xấu thần quân hà tại thái nhất an hữu đây là bài thơ của thi quỷ trường cát trước khi xuyên qua bi thống trầm cảm quỷ dị mà dường như là lấy ý từ những câu thơ này ý đó dung hợp ý của bản thân lý nguyên thúc đẩy hắn lập tức nâng bút ngoài bút dính mực lại điểm lên trang giấy mới cả người lý nguyên giống như lâm vào một loại bi quan cùng mất mát tuyệt đối hắn vẽ từng nét từng nét rồi lại duy trì suy tư sinh mệnh đồ lục để cho đồ lục dung nhập vào trong đó một ngày trôi qua hai ngày trôi qua thiếu niên chán nản thả bút xuống ngẩng đầu nhìn bức tranh trước mặt trên tranh núi hoang cỏ khô mộ phần như thành nước mưa rơi xuống từng giọt từng giọt đều như ác quỷ bồi hồi đồ này là nam sơn quỷ vũ quan tưởng đồ là ma đạo trì đồ lý nguyên vẽ xong bức tranh này ý hậm hực tiêu cực trong lòng cũng theo đó mà bay ra ngoài hắn cẩn thận quan sát bức tranh này nghiêm túc nhìn một lần phát hiện lại vẫn chống đối với sinh mệnh đồ lục nhưng mà trọng điểm lại khác với thiên lý hiệp khách quan tưởng đồ nói cách khác trong đồ này bao hàm quỹ tích của sinh mệnh đồ lục nhưng quỹ tích kia vốn là mấy đường trùng lập một chỗ mà quỹ tích trọng điểm của nam sơn quỷ vũ quan tưởng đồ lại khác với trọng điểm của thiên lý hiệp khách quan tưởng đồ trong nháy mắt này linh quang trong đầu lý nguyên chợt lóe lên thông qua bản thân tự trải nghiệm rất nhiều tin tức sâu chuỗi rất nhiều nghi vấn cũng nhận được giải đáp hắn giật mình nghĩ tới những thưởng thức của lục phẩm mà triệu tiên đồng và cổ tượng phổ cập cho hắn lúc trước vậy nghĩa là sinh mệnh đồ lục là một lựa chọn người khác nhau sẽ thấy những quỹ tích khác nhau trong sinh mệnh đồ lục thấy được quỹ tích khác nhau vậy khi tìm hiểu sẽ thấy hình ảnh khác nhau nhưng trên thực tế không phải quỹ tích làm cho bọn họ thấy được hình ảnh mà bản thân hình ảnh đã tồn tại họ chỉ nhìn thấy một góc ý cảnh của người vẽ trong quỹ tích đó thì ra là như vậy thì ra là như vậy lý nguyên tâm tình thoải mái trong nháy mắt này hắn hiểu rõ bí mật của sinh mệnh đồ lục tất cả những người dựa vào sinh mệnh đồ lục từ thất phẩm thăng cấp lục phẩm đều lựa chọn một con đường trong sinh mệnh đồ lục quan tưởng một hình ảnh có lẽ là quan tưởng đồ 1 hoặc có lẽ là quan tưởng đồ 2, quan tưởng đồ 3. Nhưng chỉ cần có thể quan sát đến bước này cũng đã nắm giữ thần tủy rồi, cho dù thần tủy này thật ra chỉ là một phần nhỏ của sinh mệnh đồ lục hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ. Nhưng mà người bất đồng sẽ cảm nhận được ý cảnh bất đồng. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến yển nguyệt môn đoạn tuyệt truyền thừa. Có lẽ lý ra chẳng phải là thiên tư kém, mà là bởi vì tâm tính của lão cùng sư phụ lão không tương hợp. Sư phụ của lão đã vẽ ra một sinh mệnh đồ lục hữu thần hữu hình, trên thực tế, nó chỉ là một phần nhỏ của quan tưởng đồ không đầy đủ. Nhưng một phần nhỏ này lại có lẽ vừa vặn không hợp với tâm tính của Lý Gia, cho nên Lý Gia dù có liều mạng thì cũng không lĩnh hội được. Mà loại người tự nghĩ ra như Lý Nguyên tuy rằng thấy rõ ràng, nhưng cũng càng vất vả hơn. Hắn cần sáng tạo ra các quan tưởng đồ 1, 2, 3, sau đó tách quỹ đạo trọng điểm ra khỏi những hình này, đem những quỹ đạo trọng điểm này một lần nữa tổ hợp lại thành một sinh mệnh đồ lục chân chính, một sinh mệnh đồ lục có thần. Những gì người tu hành nhìn thấy là tấm sinh mệnh đồ lục này, sau đó bọn họ nhìn thấy một quỹ tích nào đó, lại nhìn đến một góc băng sơn của quan tưởng đồ, cuối cùng chạm đến một lực lượng nào đó của người sáng tạo. Mà lý nguyên lại sáng tạo ra tất cả quan tưởng đồ, lại dung hợp quỹ tích của tất cả quan tưởng đồ thành một sinh mệnh đồ lục và cung cấp cho người khác đi tìm hiểu. Đây là một vòng lặp hoàn chỉnh. Anh hùng khí đã đi, tử khí tà khí đã đi, một phần khí còn lại trong lòng lý nguyên cũng bốc lên, tựa như đã trải qua oanh oanh liệt liệt lại rơi vào tà ma sát đạo hiện giờ quy ẩn sơn lâm tâm tính bình thản tiêu giao tiêu sái lý nguyên không muốn dừng cơ hội hiếm có này mặc dù ba ngày ba đêm không chợp mắt nhưng thân thể hắn vẫn gắng gượng được hắn hít một hơi thật sâu lại đề bút lạc khoản mấy dòng thơ nhân sinh tại thế bất xứng ý minh chiêu tàn phát lộng biên trù thả phóng bạch lộc thanh nhai gian tu hành tức kỵ phóng danh sơn phù sinh trường hận hoan ngu thiếu khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu vi quân trì tử khuyến tà dương thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu trúc trượng mang hài khinh thắng mã thùy phạ nhất thoa yên vũ nhậm bình sinh nhắm mắt suy tư cảm ngộ đề bút vung mực khi phách tung hoành lần này hắn mất ba ngày ba đêm sau khi hoàn thành cầm bút vẩy mực giang tay ngửa người ánh mắt vẫn còn nhìn vào bức tranh mới vẽ trên tranh công tử mỉm cười tóc dài xõa tung đầu đội mũ vành cưỡi hưu bạch lộc rong chơi giữa non nước đây chính là một bức công tử kỵ lộc quan tưởng đồ Đồ này không phải anh hùng, không phải ma đạo, mà là tự tại. Vẫn còn thiếu bước cuối cùng. Lý Nguyên thoáng nghỉ mấy hơi, lại đứng thẳng lên, ba bức quan tưởng đồ đặt bên cạnh, giữa bàn lại là một tờ giấy trắng mới, hắn nâng bút vẽ lên. Hắn lần lượt vẽ ra quỹ tích trọng điểm trong Thiên Lý hiệp khách quan tưởng đồ, Nam Sơn quỷ vũ quan tưởng đồ, Công tử kỵ lộc quan tưởng đồ, khiến cho những quỹ tích này cấu thành ba đường nét đan xen vào nhau, nhìn như hỗn loạn không có trật tự, kỳ thực ẩn giấu huyền cơ. Và đây là sinh mệnh đồ lục thực sự. Đây chính là bí mật của sinh mệnh đồ lục. Hắn, hoàn thành. Sau đó, Lý Nguyên lấy hộp ngọc thu hồi bốn bức đồ, tắm rửa sạch sẽ, lại ăn một bữa cơm, nằm trên giường ngủ. Một giấc ngủ này là ba ngày ba đêm, đợi đến khi tỉnh lại, lại tắm rửa tiếp, ăn như hổ đói. Lý Nguyên ăn xong, cảm thấy tinh lực cả người khôi phục, không chỉ có như thế, cảm xúc của hắn kích động chưa từng có, huyết khí như biển, không gió tự nổi sóng. Diêm nương tử ở bên ngoài chơi cùng hai đứa nhỏ, mà bà chủ ở trong phòng lộ vẻ yêu sầu nhìn hắn vợ chồng đã lâu không trải qua mây mưa chỉ hơi đụng chạm đã như liệt viêm đốt củi rất lâu sau mới trở về yên tĩnh đương ra bà chủ sắc mặt ôn nhu giơ tay muốn lau mồ hôi cho nam nhân nhưng vừa động lại phát hiện cả người mệt xá rời nàng hơn liếc nam nhân một cái lý nguyên ôm nàng vào trong ngực tâm tình bình thản chưa từng có chỉ chốc lát sau bà chủ đột nhiên lại truyền đến một tiếng kinh hô đệm chân lại nhẹ nhàng nhấp nhô chuyện hồng trần chính là như thế pháo hoa nhân gian thực sắc tình dã đợi đến buổi tối diêm nương tử lặng lẽ vào trong phòng nhìn lại lặng lẽ đóng cửa lại hét vào bên bên trong tiết tỷ tỷ nhi tử của tỷ đêm nay ta trông yên tâm hà bà chủ vội vàng hét lên cứu mạng a cứu mạng a diêm nương tử che miệng cười khẽ lại đóng chặt cửa chạy đi đêm đó lý nguyên không giày vò bà chủ nữa bà chủ cũng đã lâu không nằm trong ngực nam nhân nhẹ nhàng nói vài lời thì thầm lại thò tay chạm vào khuôn mặt nam nhân vút ve từ trên xuống, cảm khái, đương gia vẫn còn trẻ như vậy mà thiếp thân đã 27. Trở qua 10 năm, 20 năm nữa, thiếp thân người úa hoa tàn, nhưng đương gia vẫn còn trẻ. Nàng khe khẽ thở dài. Nhưng trong lòng nàng cũng biết, nhập lục phẩm, thọ nguyên sẽ có chừng 200 năm. Hơn nữa, trừ phi đến đại hạn, thời gian còn lại gần như đều duy trì dáng vẻ tuổi trẻ. Sự hiểu sai này lại vô tình giúp Lý Nguyên che giấu chuyện trường sinh bất lão. Đến lúc đó, thiếp muốn chuyên tâm phát triển từ lâu hành vu, dốc hết sức vì đương gia gầy dựng lên một thế lực có thể trợ giúp chàng. Chờ đến ngày đó, đương gia nạp chút thiếp, hoặc là mua chút nha hoàn xinh đẹp. Võ giả khí huyết dồi dào, mà khí huyết của thiếp thân lại từ từ suy bại, đợi đến khi đó, sợ là đã không thể bồi đương gia cộng phó Vân Vũ. Bà chủ nhẹ giọng nói. Những lời này, nàng suy nghĩ rất lâu, bây giờ nói ra, đáy lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nàng ra ta cũng thích, Lý Nguyên ôn nhu nói. Bà chủ cười nói, vậy thì nạp thiếp, mua nha hoàn trẻ tuổi xinh đẹp. Lại sao nữa? Ta và Diêm tỷ tỷ đã thương lượng xong rồi, chàng không nạp thiếp, chúng ta giúp chàng nạp. Ngươi không tìm nha hoàn trẻ tuổi xinh đẹp thị tẩm, chúng ta giúp chàng tìm. Bà chủ quấn quanh người Lý Nguyên, ôn nhu nói, tâm ý của đương gia, chúng ta đều biết. Nhưng tâm ý của chúng ta cũng hy vọng đương gia có thể thấu hiểu. Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ già đi, mà đương gia lại sẽ đi càng dài càng lâu lục phẩm không phải là kết thúc của đương gia, sau này, đương gia sẽ có con đường dài hơn phải đi. Nhưng ta và Diêm tỷ tỷ chỉ có thể đi cùng chàng một đoạn đường ngắn. Chàng thích chúng ta và nghĩ cho chúng ta. Nhưng chúng ta cũng thích chàng, cũng muốn suy nghĩ cho chàng. Đời này Tiết Ngưng chưa từng nghĩ tới còn có thể gặp được một nam nhân như đương gia, còn có thể sinh con nối dõi cho đương gia, trong lòng Tiết Ngưng đã thỏa mãn. Mong đương gia vạn lần đừng chối từ. Đến lúc đó rồi nói, Lý Nguyên đáp, hai người đi ngủ chờ đến ngày hôm sau khi hắn rời giường chỉ cảm thấy hết thảy mệt mỏi đều biến mất cảm xúc kích động cũng trở lại bình tĩnh thể xác và tinh thần đều là hoàn hảo tràn đầy tinh lực hắn lần nữa đi vào mật thất lấy ra sinh mệnh đồ lục trong hộp ngọc đường nét lộn xộn nhưng trong mắt hắn lại là ba quỹ tích rõ ràng và đầy đủ ba quỹ tích này lại khúc xạ ra ba bức quan tưởng đồ quỹ tích và quan tưởng kết hợp làm cho lý nguyên sinh ra xúc động sáng tạo chiêu thức hắn suy tư chống đao mà đứng khi huyết quanh quẩn trong tim lập tức tràn ngập cả người. Nhưng thân thể của hắn cũng không có biến lớn lên, trên đầu cũng không có mọc ra sừng quái vật. Cơ bắp của hắn cũng không làm cho hình thể hắn cao lên, ngược lại là cơ bắp càng rắn chắc hơn, dày đặc hơn. Như thể nó không còn là cơ bắp nữa, mà là thứ gì đó cứng hơn và khó phá hủy hơn. Lý Nguyên tâm niệm hơi động, vung đao chém. Trong quá trình vung, hắn cảm thấy lực lượng vô tận đang tràn vào đao, cũng cảm thấy quanh thân sinh ra khí phách cuồng bá, trong lòng cũng là hào hùng vạn trượng một đao chậm rãi còn chưa hạ xuống nhưng đã kéo theo cùng phong gào thét khắp mật thất bồ đoàn ngồi thiền cũng bị cuốn tung lên giữa không trung bồ thảo bị rút ra khắp nơi loạn vũ lý nguyên hơi trầm mặc một đao này liền buông xuống bởi vì đao này không thể xuất nếu xuất thì mật thất sẽ bị hủy bồ đoàn lạch cạch một tiếng rơi vào trong bóng tối lý nguyên thì thào đây chính là chiêu thức đối ứng với thiên lý hiệp khách quan tưởng đồ bất động như núi mặc dù hơi chậm nhưng lại bá đạo vô cương cuồng mãnh vô chú vậy gọi là bá đạo hắn lại nhìn bức đồ lại quan tưởng quỹ tích thứ hai lần này đột nhiên ảnh huyết của hắn sinh động lên dùng phương thức hoàn toàn bất đồng vận chuyển nhanh quanh trái tim mà tâm tình đáy lòng của hắn cũng biến hóa theo không còn hào hùng vạn trượng mà là bi thương hậm hực quỷ dị hờ hững hắn theo ý niệm này thân hình bay lên đao xuất tàn ảnh lại lay động không biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi khác đao quang từng trận không gian trong mật thất dường như nổi lên vẩy cá màu lạnh đợi đến khi thu đao rất nhiều vảy cá liền biến mất hầu như không còn mà vách tường sắt thép của mật thất mặt đất nóc nhà cũng sinh ra từng vết cắt lang chỉ lý nguyên thu đao trầm tư sau đó lẩm bẩm đây chính là chiêu thức của nam sơn quỷ vũ quan tưởng đồ quỷ dị đa biến tốc độ cực nhanh sắc bén vô cùng chỉ tiếc lực lượng cũng chỉ như quỷ vũ rơi xuống đất không thể so với lực lượng cuồng bạo của bá đao thức này gọi là yêu đao đi tạm gác lại những thứ này hắn tiếp tục nhìn về quỹ tích còn lại sau đó vận chuyển quỹ tích làm cho ảnh huyết quay quanh trái tim với quỹ tích thứ ba lần này không có hào hùng vạn trượng không có bi quỷ hờ hững chỉ là bình thản tiêu sái và lạnh nhạt thả ký bạch lộc thanh nhai gian tu hành tức kỵ phóng danh sơn lý nguyên nhắm mắt cảm nhận chợt mở mắt bước về phía trước một bước hai bước ba bước năm ngón tay của hắn một lần nữa nắm chui đao của trường đao bên hông đáy lòng tìm được cảm giác như khi sử dụng tồi thành nhưng không phải tồi thành bởi vì nếu là tồi thành lúc này trường đao đã bắt đầu phát ra tiếng vang lớn nhưng bây giờ lại là bình tĩnh cái gì cũng không có lý nguyên cảm thấy tất cả ảnh huyết trong cơ thể đều an tĩnh lại tựa như ngủ đông giống như một đao khách vứt bỏ thanh danh vứt bỏ tất cả mọi thứ phàm tục du ngoạn sơn thủy cảm nhận hồng trần hắn quên mất tồi thành bởi vì thức này đã là ở phía trên tồi thành ở trên thành là cái gì là thiên tay lý nguyên chậm rãi nâng lên trong quá trình nâng lên hắn cảm thấy ảnh huyết của mình cũng bắt đầu sống lại từ tĩnh chuyển động từ từ chuyển sinh rút đao ba tấc hết thảy chung quanh không hề biến hóa thật giống như một đao khách bất nhập phẩm đang rút đao vậy lý nguyên dừng rút đao vỗ chuôi đao trở về hắn không xuất đao nhưng đã hiểu được sức mạnh và sự thay đổi của đao này rút hết lực lượng hóa thành một đao chặt đứt hết thảy không còn đường lui đao này là một đao tất sát chỉ tiếc là sau khi dùng đao này bản thân cũng sẽ xuất hiện trạng thái suy yếu cực lớn thức này gọi là thiên đao suy nghĩ một chút lý nguyên lại nói quên đi thức này còn không xứng với chữ thiên này thế thì gọi tuyệt đao đi như thế sinh mệnh đồ lục quan tưởng đồ cùng với ba lộ tuyến và chiêu thức đồng bộ cũng đã sáng tạo ra nhưng vấn đề là đường đột phá ngũ phẩm ở đâu nếu không biết đột phá ngũ phẩm như thế nào vậy thì nghĩ đến việc hoàn thiện đi lý nguyên suy tư một lát hắn tìm được chỗ không trọn vẹn đó chính là ba thức này là ba loại tâm tình ba phương pháp điều động ảnh huyết không hợp nhau lẫn bá đao yêu đao tuyệt đao mỗi đao đều có điểm mạnh cũng có khuyết điểm nhưng rõ ràng là xuất phát từ đồng nguyên lại không thể dung hợp lấy thừa bù thiếu hình thành một chỉnh thể hoàn mỹ hơn bà đao có lực lượng nhưng chậm chạp yêu đao có tốc độ lại lực không đủ tuyệt đao có bộc phát nhưng sau một chiêu sẽ suy yếu làm sao mới dung hợp được lý nguyên khoanh chân khổ tư suy nghĩ từ sáng sớm đến hoàng hôn trong lúc đó cũng kiểm tra mấy lần nhưng đều không được muốn tìm người chỉ điểm vậy cũng không thực tế hắn tự nghĩ ra chứng minh quan tưởng đồ là thực sự tồn tại có thể tưởng tượng được, ở huyện Sơn Bảo không ai biết thứ này. Càng không thể tưởng tượng chính là, ngay cả Lý Gia, Chu Giáp cũng không biết. Phải biết rằng, hai vị này cũng không phải là truyền thừa môn phái, mà là trưởng giáo đời trước trực tiếp truyền xuống. Điều này có nghĩa là gì? Điều này nói rõ quan tưởng đồ của Ẩn Nguyệt môn đã sớm không còn, chưa tới hậu thế đã quên mất sự tồn tại của thứ này. Quan tưởng đồ chân quý cỡ nào, không cần nói cũng biết. Đây là thứ mà các thế lực lớn giấu giếm. Giờ này khác này Lý Nguyên hoảng hốt cảm thấy hắn đã đứng bên cạnh sinh mệnh đồ lục đầu tiên của viễn cổ. Cũng giống như hắn đứng trước con đường sai lầm, rút kiếm nhìn quanh trong sự mờ mịt, không biết tiền đồ ở đâu. Vậy thì thử đi. Lý Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, nhìn lướt qua bản cập nhật thông tin của mình. Kỹ năng, bá đao, lục phẩm, 1 phần 80, yêu đao, lục phẩm, 1 phần 80, tuyệt đao, lục phẩm, 1 trên 80. Lần này, ba thức này không phải bắt đầu từ 1 trên 10, mà là trực tiếp đạt tới trình độ chuyên gia sau khi đốn ngộ, Nguyên nhân rất đơn giản, ba thức này hoàn toàn là lý nguyên tự suy luận ra từ sinh mệnh đồ lục, cho nên bỏ qua một số quá trình ban đầu. Không có chút do dự nào, hắn thêm đầy 717 điểm, để cả ba thức đều đạt tới trạng thái đại viên mãn. Rất nhiều cảm ngộ, hồi ức từ sâu trong linh hồn, lại thay đổi cơ bắp và thân thể. Giây lát sau, Lý Nguyên lại mở mắt, chỉ cảm thấy tâm tính cũng bị tẩy rửa một lần. Hắn thành tựu công pháp, công pháp cũng tạo hình hắn. Hắn lại nhìn lướt qua thông tin của bản thân. Ban đầu chỉ số bay bên cạnh hắn là 635 đến 1135, nhưng bây giờ đã biến thành 1140 đến 1640. Thực lực trở nên mạnh mẽ làm cho Lý Nguyên sinh ra vài phần cảm giác vân đạm phong khinh. Hắn nhớ mang máng, thực lực mạnh nhất của huyết đao lão tổ hẳn là cũng chỉ là 455, thực lực mạnh nhất của mộc tiên sinh là 905, điều này làm cho hắn rất an tâm. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Ngoài ra, chỉ có ở trong thực chiến mới có thể thực sự tiến bộ. Đã như vậy, Phần sinh mệnh đồ lục chân chính này liền chia làm ba đi, hơn nửa tháng sau, cảnh xuân ấm áp. Bên bờ Ngân Khê ngoài huyện Sơn Bảo có thêm không ít nhà tranh. Nơi này ít người lui tới, ngay cả phường cũng không phải, nhà tranh nơi này lại càng không đáng một đồng, không ai ở lại nơi này, cho dù là kẻ lang thang cũng không có. Nhưng nhà tranh lại là nhà mới. Ai lại nhàm chán như vậy, dựng nhà tranh bên bờ sông này. Trên thực tế, cả ba huyện không ai cảm thấy những ngôi nhà tranh này nhàm chán, đổ nát, không là gì cả. Thay vào đó, bọn họ tràn đầy ước ao và kính sợ nơi đây. Chỉ vì đây là nhà tranh do huyết đao lão tổ làm. Cẩn thận, cẩn thận, treo tấm bảng. Ở đây, nghiêng sang trái một chút, đúng rồi đúng rồi, tốt. Cửa nhà tranh, có hai gã đệ tử đang treo bảng hiệu. Trên bảng hiệu viết hai chữ to, Võ Lư. Võ Lư chính là nơi thí điểm hợp nhất ba huyện mà Lý Nguyên đã từng ấp ủ. Mặc dù tên là thí điểm, nhưng chuyện cho tới bây giờ, rất nhiều người đã coi nơi này là tồn tại áp đảo trên ba thế lực lớn của ba huyện. Huyết đao môn, xương kiếm môn, tranh hoa môn đều phái lão sư đến đây, bọn họ sẽ dạy công pháp, không phân biệt nhau nữa. Đệ tử tranh hoa môn cũng có thể học tập kiếm pháp của xương kiếm môn, đệ tử xương kiếm môn cũng có thể bái vào trong huyết đao môn. Bởi vì ở chỗ này, bọn họ không còn là người của huyết đao, xương kiếm, tranh hoa, mà là người của võ lư. Nhưng nếu như có thể, bất kỳ đệ tử võ lư nào cũng không muốn bái nhập vào trong ba môn này bởi vì người bọn họ muốn bái chính là vị huyết đao lão tổ kia, cũng tức lưu chủ võ lưu. Tất cả đệ tử nhập môn đều sẽ tu hành vô danh bí truyền công pháp của lưu chủ, nếu có thể tu thành, nhập cửu phẩm, vậy có thể bái nhập ngoại môn của huyết đao lão tổ. Nếu có thể nhập bát phẩm, thì có thể bái nhập nội môn lão tổ. Thất phẩm có thể thành thân truyền, được lão tổ tự mình dạy dỗ. Thời gian thoáng qua, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 6, từng căn nhà tranh của võ lưu đã đầy đệ tử hơn nữa xuất hiện đệ tử đầu tiên tu được công pháp bí truyền của Lý Nguyên tới cửu phẩm. Vị đệ tử này là Dương Đằng của Tranh Hoa Môn. Chẳng mấy chốc, lại có vị thứ hai, người này là Triệu Thuần Tâm. Vị thứ ba là Bàng Hàn, cũng chính là vị võ si trước đây thường làm bạn bên cạnh Bàng Nguyên Hoa. Tác dụng ổn định xương kiếm môn của nàng đã kết thúc, hiện giờ xương kiếm môn chọn một vị trưởng lão đức cao vọng trọng đảm nhiệm môn chủ, cho nên nàng liền tới võ lư, muốn cầu công pháp mạnh hơn. Vị thứ tư là đệ tử của một tiểu môn phái, đệ tử kia trên giang hồ vốn có danh hiệu là khoái đao hôm nay cũng cắn chặt răng muốn bắt đầu lại từ đầu mà nhờ có thiên phú hắn quả thực đã tu luyện thành công pháp bí truyền của huyết đao lão tổ và nhập cửu phẩm vị thứ năm là liễu tiểu ngọc của tranh hoa môn vị thứ sáu vị thứ bảy vị thứ 8. càng ngày càng nhiều người tu thành pháp môn của lý nguyên tuy rằng lúc cửu phẩm bọn họ sẽ rất dày vò tới bát phẩm thì cần triệt để thay đổi ảnh huyết nhưng đây là công pháp có đường đi lên lục phẩm ai không vui nhưng mà có không ít công pháp cũng không tương thích nhập được cửu phẩm nhập được bát phẩm không có nghĩa là có thể nhập thất phẩm nhưng nếu đã có cơ hội này tất cả mọi người sẵn sàng đặt cược lão chu ngươi thật sự không đến võ lư sao nam tử tóc hoa dâm không do dự mà là dùng đao khắc xuống đất hai chữ không đến vậy ta dạy ngươi tồi thành đao lần nữa khắc sâu khắc ra một chữ tạ trong trang viên bách hoa lý nguyên đang muốn đi xa trước khi đi xa hắn tìm chu giáp hắn hy vọng chu giáp cũng có thể đi tu hành công pháp của mình nhưng chu giáp từ chối lý nguyên hiểu được tâm ý của y trong lòng y chỉ có yển nguyệt môn chỉ có thổ phách công không chỉ như thế thương thế của vị chu giáp này đã bắt đầu khôi phục y đang lấy lại lòng tin đang trở lại thất phẩm đợi đến khi trở về thất phẩm y muốn vẽ lại sinh mệnh đồ lục của yển nguyệt môn lý nguyên biết tâm ý của y nên cũng không cưỡng cầu mà tỉ mỉ dạy cho ý thức tuổi thành dung hợp xuân thu đao tam thức xuân lôi kinh chập dược uyên trong lúc dạy, hắn cố ý trộn lẫn tri thức trong sinh mệnh đồ lục vào để giúp y hiểu. Cho nên nếu nói nghiêm túc, Lý Nguyên đã không chỉ dạy Tồi Thành, còn có nửa thức tuyệt đao trên Tồi Thành. Thế nhưng, hắn lại không dạy tuyệt đao, thứ nhất Chu Giáp không dùng được tuyệt đao, thứ hai tuyệt đao cũng không phải chiêu thức lục phẩm của thổ phách công, dạy chỉ sẽ gây hiểu sai. Hồi lâu sau, Lý Nguyên chậm rãi thu đao, hỏi, "Lão Chu, thấy rõ chưa?" Chu Giáp gật đầu. Lý Nguyên lại nói, "Nếu không hiểu lần sau ta trở về ta sẽ dạy lại cho người chu giáp lui về phía sau hành lễ khom người bái tạ bên kia diêm nương tử kéo tiểu thánh bà chủ ôm tiểu bình an nhìn lý nguyên chuẩn bị lên xe ngựa có chút lưu luyến không rời mà sa phu đánh xe rõ ràng là một nam tử cao lớn đội nón che mặt nhưng bất luận kẻ nào ở đây đều biết nam tử này chính là khôi lỗi của đường niên bởi vì đường niên cũng ở trên xe lý nguyên cũng tan nát lòng vì vị nghĩa nữ này bởi vì càng ngày đường niên càng quái gở hơn nữa còn bị phát hiện lén uống rượu. Nữ hài lớn rồi, cũng thành thiếu nữ. Cho nên, Lý Nguyên muốn đem thiếu nữ có vấn đề này đến võ lư. Nếu nàng đã thích độc thuật, vậy Lý Nguyên liền tự tay đem nàng giao cho lão sư của tranh hoa môn để vị lão sư kia dạy nàng độc thuật. Võ lư nhiều người, cho nên thiếu nữ quái gở khó tránh khỏi phải tiếp xúc với người. Lý Nguyên quyết định sắp xếp cho nàng học tập trong nhà cỏ của Liễu Tiểu Ngọc, sau đó hắn cần phải đi xa. Đường Niên cũng không từ chối, nàng biết, nghĩa phụ là vì tốt cho nàng. Lúc này, Diêm Nương Tử nhẹ nhàng kéo tay Lý Nguyên, cũng không hỏi nam nhân nhà mình muốn đi đâu, mà chỉ quan tâm nói, trở về sớm một chút, trên đường chú ý an toàn. Lý Nguyên ôm nàng cùng Tiểu Thánh, lại ôm bà chủ cùng Tiểu Bình An, ngay sau đó liền lên xe ngựa. Khôi lỗi dương dây cương, dục ngựa ra khỏi trang viên. Lý Nguyên ngồi trong xe hơi có vẻ âm u, ôn hòa hàn huyên với đường niên vài câu, liền bắt đầu suy tư chuyện của mình. Những ngày này, hắn lại thử hợp nhất ba quỹ tích, ba chiêu thức thành một chỉnh thể, nhưng vẫn không được cho nên hắn không thể không tiến hành bước tiếp theo. Hắn đem sinh mệnh đồ chia làm ba, trong đó sinh mệnh đồ lục ẩn chứa công tử kỵ lộc quan tưởng đồ là chuẩn bị cho võ lư. Công tử kỵ lộc quan tưởng đồ chính là tiêu giao chi đồ, tự tại chi đồ. Người tu hành tâm tính bình thản, không nóng không giận, cũng sẽ không vặn vẹo. Người như vậy sẽ không xen vào việc của người khác như anh hùng, cũng sẽ không gây chuyện thị phi như tà ma ngoại đạo, dùng để làm thế lực bên ngoài của mình, không thể tốt hơn thế nhưng hắn còn muốn truyền ra cả hai phần sinh mệnh đồ lục còn lại. Lần này, địa phương hắn đi là huyện Thanh Đàm bên cạnh huyện Thu Đường. Thật ra, bất kể là Thu Đường hay là Thanh Đàm, đều là huyện đã được loạn binh của Triệu Tiên Đồng tẩy rửa, như vậy trong huyện thường có rất nhiều người khổ mệnh, cùng với hài tử khổ mệnh. Cũng may mắn, hắc điều hắn tản ra ngoài thấy được một hài tử không tồi. Hắn muốn đi tìm đứa bé kia, sau đó dạy cho ma đạo chi đồ Nam Sơn Quỷ Vũ quan tưởng đồ, vài ngày sau, lúc hoàng hôn, bầu trời có những đám mây dày màu xám sắt. Mặt đất, nhà cửa, đồng ruộng đều bị mây đen này đè nặng, đám người chạy khắp nơi, nhanh chóng về nhà như bị mất hồn. Mưa rào nhanh chóng rơi xuống, làm mờ tầm mắt của người, tiếng mưa ảo ảo cũng tràn ngập trong lỗ tai người. Mà trong cơn mưa to như vậy, lại còn có một thiếu niên dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, trong tay nắm lấy một thanh sắt không có chuôi, phần cuối của thanh sắt kia bị mài mài, mài thành một lưỡi dao. Thiếu niên ngồi từ hoàng hôn đến đêm tối. Lại từ đêm tối, ngồi đến đêm khuya. Đêm khuya, trời vốn đã ngừng mưa, rồi đan xen với sấm sét lại rơi xuống. Tiếng sấm, tiếng mưa rơi lẫn lộn. Mà lúc này, cách không xa phía sau hắn, trong tường vây truyền đến tiếng kêu, tiếng kêu chống cự nhưng vô lực. Thiếu niên đột nhiên đứng dậy, trong nước mưa, cố gắng leo lên, vượt qua vách tường này, lại cẩn thận từng ly từng tí đến gần phòng kia, sau đó mượn tiếng mưa sấm sét, cẩn thận đẩy cửa ra, sau đó nhanh chóng đi vào. Trong phòng, một nam tử tai to mặt lớn đang đè một thiếu nữ gầy yếu ở dưới người. Khuôn mặt của thiếu nữ rất đẹp, điềm đạm đáng yêu, rất dễ gợi lên sự tà ác hoặc muốn bảo vệ trong lòng người ta. Nhưng khuôn mặt này lại mang đến tai họa cho nàng. Thiếu niên cầm lấy miếng sắt, mạnh mẽ cắt vào cổ nam nhân kia. Nam tử vẫn không sao dù cổ bị cắt một vết thương, hiển nhiên là nam tử này là một người luyện võ, ít nhất không phải là loại người sẽ bị thiếu niên đánh lén một chút liền chết. Hắn nổi giận xoay người, đấm ra một quyền, gùm. Một quyền này nện vào bụng thiếu niên. Thiếu niên lại cắn răng không lùi, cứng rắn ăn một kích này, trong miệng phun ra một ngụm máu, phun lên mặt nam tử, sau đó miếng sắt nắm chặt trong tay nhanh chóng xóa đi ánh mắt nam tử kia. Xoẹt, mắt trái của nam tử tối sầm, gã phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng ngay sau đó lại là nổi giận một quyền đánh bay thiếu niên. Đúng lúc này, thiếu nữ phía sau nam tử bò dậy, cầm lấy một cái đồ sứ bên cạnh giường đập mạnh vào đầu nam tử. Bùm, bị một đập này, nam tử hôn mê bất tỉnh thiếu niên ngã dưới đất lại nhanh chóng bò dậy cầm lấy miếng sắt tiếp tục xông lên đao này lại cắt nhưng nam tử phản ứng kịp thời ôm thiếu niên ngã lăn xuống đất hai người vật lộn trên mặt đất thiếu niên hét lên với thiếu nữ chạy mau thiếu nữ cầm lấy một đồ sứ bên cạnh muốn tới giúp đỡ thiếu niên phẫn nộ quát chạy động tĩnh nơi này đã hấp dẫn rất nhiều người có rất nhiều người ở phía xa đang lao tới nếu lúc này không đi liền đi không được thiếu niên vật lộn với nam tử hắn dùng mạng để giữ lấy nam tử kia Mắt thấy chống đỡ không được bao lâu nữa. Thời gian giống như bị ấn nút tạm dừng, khóe mắt thiếu nữ quẹo mạnh, nhìn thấy trên bàn bày một loại hoa quả tràn đầy gai nhọn. Trái cây kia giá trị xa xỉ, được hái trên những ngọn núi phía nam. Nàng đột nhiên xông ra ngoài. Thiếu niên cho rằng nàng muốn chạy, lúc này mới yên tâm. Nhưng ngay sau đó, thiếu nữ lại ôm trái cây gai nhọn kia chạy về, sau đó dùng hết sức mạnh toàn thân giơ trái cây đập vào mặt nam nhân kia, một lần, hai lần, ba lần, nam nhân điên cuồng ra quyền thiếu niên đều ngăn lại. Thiếu nữ đập như điên. Đợi đến khi hộ vệ nhà này chạy đến cửa, chỉ nhìn thấy trên mặt đất là một thiếu niên ngửa mặt lên trời hấp hối, lão gia nhà mình đã bị đập nát khuôn mặt cùng với một trái cây gai nhọn đẫm máu. Cửa sổ phía sau viện mở ra, dọc theo mép cửa sổ có nước. Nhóm hộ vệ có người hô lão ra đi cứu người, còn có người thì nhanh chóng chạy ra ngoài truy bắt thiếu nữ chạy trốn kia. Thiếu nữ trèo tường bỏ chạy, liều mạng chạy như điên trong mưa rông. Nàng vốn có một gia đình hạnh phúc, nhưng cha mẹ đều bị loạn binh triệu tiên đồng giết chết nàng lưu lạc làm ăn mày khi vẫn còn là một đứa trẻ nhưng hai năm nay trưởng thành lại sinh ra một khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt này gây họa nàng bị một nhà lão ra bắt về ca ca nàng vì cứu nàng đội mưa đến lại vì nàng mà chết nàng hận căm hận hận tất cả mọi thứ trên thế gian này tiếng bọn hộ vệ đuổi theo truyền lại từ đằng xa ngõ sâu như mê cung giống như khắp nơi đều là tiếng bước chân thiên la địa võng không có chỗ nào để trốn thiếu nữ lại tiếp tục chạy, bùm, nàng đột nhiên đụng phải cái gì đó mà ngã về phía sau. Nhưng nàng lại không ngã bởi vì có một bàn tay đỡ lấy nàng. Thiếu nữ vội vàng ngửa đầu, lại thấy được một thân ảnh bọc áo choàng, đeo mặt nạ, quanh thân tràn ngập khí tức thần bí đang ở giữa đường. Xung quanh thân ảnh này tràn ngập khí phách đáng sợ, nhất thời làm cho thiếu nữ không dám động đậy. Đột nhiên, thân ảnh kia hỏi một câu, hận không? Thiếu nữ sừng sốt một chút, chờ tránh thoát áp lực của khí phách, mắt lộ vẻ ác độc, lệ khí quanh thân như lang yên thực chất đang lượn lờ hận ta chính là hận vậy thì sao ngươi muốn bắt ta gặp quan sao bắt ngươi cứ việc bắt chỉ cần ta không chết cuối cùng ta cũng sẽ hủy diệt thế giới này thanh âm vừa dứt nàng nghe được thân ảnh đối diện phát ra một tiếng cười tiếng cười kia càng lúc càng lớn giống như là nghe được chuyện cười gì đó có thể cười chết người nụ cười này thiếu nữ cười có chút ngoài ý muốn kinh ngạc và xấu hổ như nàng cũng nhìn ra đối phương có lẽ không phải tới bắt nàng vì vậy nhẹ giọng nói phía sau có rất nhiều người đang đuổi theo ta nếu ngươi không phải bắt ta vậy thì nhanh chóng tránh ra cũng nhanh chóng rời đi a à, bọn họ thế lớn ở huyện thanh đàm này muốn làm gì thì làm đang nói thì sau ngõ nhỏ truyền đến tiếng bước chân ở đây tìm thấy rồi à ta đây rồi chợt trong mưa rào và lôi quang lộ ra một ngọn đuốc một thân ảnh che dù đi ra giữ tợn nhìn thiếu nữ nói ngươi lại dám đả thương mã lão ra thương thiếu nữ sợ ngây người nàng đập nhiều như vậy nhưng vẫn không chết trong nháy mắt nàng nắm chặt nắm đấm hối hận và thống khổ vô tận sông lên đầu mà đúng lúc này thân ảnh phía sau nàng đột nhiên nhàn nhạt hô lên một câu này thiếu nữ quay đầu lại thân ảnh kia nói tiếp không chết thì giết thêm một lần là được rồi thiếu nữ sửng sốt ngươi giúp ta giết thân ảnh kia nói không chính ngươi giết thiếu nữ cúi đầu nói ta không giết được giọng nói của thân ảnh kia mang theo ý cười ta dạy ngươi giết hắn cũng dạy ngươi phá hủy thế giới này Thái độ nói chuyện không coi ai ra gì của hai người chọc giận những hộ vệ đuổi theo ở xa, đám hộ vệ đồng loạt xông lên. Nhưng thân ảnh kia đã cầm lấy thiếu nữ tung người nhảy lên nóc nhà, lên xuống mấy cái, đã không thấy tam hơi. Đại ngục huyện Thanh Đàm. Vách tường gạch đá lạnh lẽo, rừng rậm giá lạnh, trong khe hở có thể thấy loáng thoáng được máu đỏ sậm. Trong chậu lửa, ngọn lửa màu đỏ bốc lên đằng đằng, mấy thanh sắt được đặt tùy tiện ở trong đó, máu trên đầu que sắt đã sớm biến thành màu đen trong nhiệt độ cao ánh lửa là nguồn sáng duy nhất trong lồng giam này chiếu rọi một thân ảnh cách đó không xa lên trên vách tường mà chủ nhân của thân ảnh này là một cây trúc gầy người đầy máu không biết sống chết bị treo giữa không trung máu loãng trong từng sợi tóc của y như chưa từng nhỏ xuống chỉ bởi vì đã sớm đông huyết cây trúc gầy tóc bê bết trông giống như một mớ đen đỏ bẩn thỉu mà phía sau tóc lại là một khuôn mặt trẻ đóng chặt hai mắt đảo một thùng nước lạnh dội lên mặt y cây trúc gầy chậm rãi mở mắt hai mắt chậm rãi hữu lực như con báo gắt gao chừng nha dịch trước mặt ơ ờ, tiểu tử này vẫn còn khí lực mà nha dịch tưới nước kia nhịn không được mà nở nụ cười lấy đao bên hông nhẹ nhàng vỗ lên mặt y nói nói là ai sai người đi giết mã lão già. cây trúc gầy này chính là thiếu niên cầm lấy thanh sắt trèo tường xông vào cửa cứu người hứa thịnh thành thật khai báo đi nha hoàn nhà mã lão gia bị ai bắt đi rồi lại một nha dịch lạnh giọng hỏi cho đến lúc này thiếu niên hứa thịnh mới hơi hơi ngẩng đầu khan giọng hỏi một câu nàng bị người cướp đi rồi. Phải, một người áo xám, nói đi, gã áo xám đó là ai? Nha dịch hỏi. Sở dĩ gã thẩm vấn ở đây là bởi vì cấp trên phân phó. Đây cũng không phải là vì sợ đắc tội người không nên đắc tội, dù sao tạp chủng như tên ăn này thì quen biết được người nào. Cấp trên, cùng với mã lão ra muốn tìm hiểu rõ ràng những tên ăn mày này rốt cuộc là một đoàn thể như thế nào, người áo xám kia là ai, sau đó có thể một lưới bắt hết, giả mối hận trong lòng. Mà hứa thịnh nghe vậy, lại khàn giọng cười ha ha, sau đó cúi đầu trừng mắt gần từng câu từng chữ nói thầy bói đã nói hứa ra ta tất suất nhân kiệt từ nhỏ muội muội ta đã bất phàm ta biết số mệnh này chắc chắn rơi trên người nàng quả nhiên quả nhiên có người cứu nàng đi các ngươi đắc tội không nổi người kia đâu bởi vì đây là ý trời là ý trời y phát ra tiếng cười điên cuồng nhưng trên thực tế thầy bói kia chỉ là một người biết nói lời hay kiếm miếng cơm ăn cái gì cũng không hiểu năm đó phụ mẫu y đã sớm nhìn thấu nhưng không ngờ Hứa Thịnh lại vẫn nhớ kỹ về phần câu đắc tội không nổi người kia thì chỉ là một câu y bất chợt nghĩ ra y đang dọa những người này bày nghi trận những người này càng sợ hãi thì lại càng không dám tiếp tục truy tìm và muội muội y càng an toàn nhưng nha dịch lại không bị dọa nghe được lời của tiểu tử này nhìn nhau ôm bụng cười rỗ lên chợt lại là run roi mãnh mẽ tàn nhẫn quất lên người Hứa Thịnh thân hình Hứa Thịnh như bao tải bị rách bị quất một cái y run lên chỉ giền gì không kêu đau và dùng ánh mắt nhìn chằm chằm nha dịch nha dịch bị ánh mắt kia nhìn đến sợ hãi đang định rút đao đâm mù một con mắt của tiểu tử này thì ngoài cửa nhà lao bên cạnh lại đột nhiên truyền đến thanh âm đừng thẩm vấn đừng thẩm vấn nhà mã lão ra đưa rượu ngon tới chậm là không còn gì uống nha dịch này tạm thời buông đao xuống giống lên một câu trừ phi là rượu của tử lâu hành vu nếu không đều là nhạt như nước đái nha dịch ngoài cửa nói hắc thật đúng là bị ngươi nói chúng là rượu mùa xuân năm nay của tử lâu hành vu rượu gì xuân thiên nhưỡng còn ngon hơn xuân thủy nhưỡng được 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 ta tới ngay nha dịch vui mừng không kìm được trực tiếp ném hình cụ chạy ra ngoài hiện giờ rượu của tử lâu hành vu nổi danh khắp vùng nhất là tử lâu hành vu còn là do nương tử của huyết đao lão tổ mở vậy thì càng có thêm vài phần cảm giác cao cấp huyết đao lão tổ là người phương nào ngay cả huyện thanh đàm cũng có nghe nói khác không nói sư huynh của huyết đao lão tổ mộc tiên sinh đơn thương độc mã đến huyện thu đường trực tiếp chém giết triệu tiên đồng lại thu phục cổ tượng tướng quân sau lưng triệu tiên đồng chuyện này cũng đủ để cho người của hai huyện hiểu được ai mới là thổ hoàng đế của phương này đây là thứ nhất thứ hai rượu của tử lâu hành vu thật sự rất ngon thứ ba khó mua không mua được cho nên nha dịch này vừa nghe có xuân thiên những uống lập tức mặc kệ hết tất cả trực tiếp chạy ra ngoài hứa thịnh cúi đầu người bị treo trên không trung nghe tiếng ăn uống linh đình và tiếng cười vui vẻ bên ngoài lồng giam hai mắt y chết lặng nhìn chằm chằm bãi đất trống trước mặt sau đó lại đau khổ chậm rãi khép lại không biết qua bao lâu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì tiếng ồn ào uống rượu bên ngoài lồng đột nhiên bình tĩnh lại rồi sau đó vô thanh vô tức hoàn toàn không có tiếng động hứa thịnh kinh ngạc mở mắt hơi nghiêng đầu y nghe được tiếng bước chân không nhanh không chậm từ trong hành lang âm u đi tới trong tiếng bước chân là sự thong dong khó có thể nói rõ ngay sau đó trong ánh sáng của chậu than hiện ra một thân ảnh cao lớn bọc trong áo choàng màu xám đeo mặt nạ gỗ thân ảnh kia đi tới trước cửa lấy chìa khóa ra tháo xích sắt tiếng mở cửa cách két lại đi vào cởi dây thừng cho hứa thịnh hứa thịnh ngã xuống cái bốp lại được thân ảnh kia trực tiếp bắt lấy khiêng lên vai đa tạ hứa thịnh không biết người tới là ai nhưng vẫn khàn giọng nói hai chữ không hỏi ta là ai sao áo choàng xám nói với ý cười hứa thịnh khàn giọng nói chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước đi thế nào thấy ta hạ thuốc mê nha dịch lại dùng chìa mở khóa xem thường ta người áo xám cười nói Hứa Thịnh sửng sốt, vội nói không. Một giây tiếp theo, người áo xám khiêng y đi ra khỏi đại ngục, thân hình hơi xoay, phá vỡ bóng đêm, lên xuống mấy lần đã biến mất hút, vài ngày sau. Trong một phủ trạch, 12 tên ăn mày quần áo tả tơi đang co quắp ngồi trong sự căng thẳng, vô cùng cảnh giác. Những tên ăn mày này đều có một số đặc điểm chung. Một, tố chất thân thể của bọn họ đều rất tốt, làm ăn mày còn có thể duy trì tố chất thân thể, điều này nói rõ nền tảng thân thể thật sự tốt hai lý do họ trở thành ăn mày đều là vì có một đoạn huyết hải thâm cừu đằng sau ba sau khi trở thành ăn mày tất cả đều họ chịu hết khuất nhục bây giờ từng người giống như những con thú chờ được cắn người chỉ có điều là tiểu hung thú bởi vì bọn họ còn chưa sinh ra móng vuốt hứa thịnh cũng ngồi ở trong đó nhưng bên cạnh y cũng không phải muội muội hứa lan của y mà là một tên ăn mày nhỏ gầy hơn thậm chí ngay cả nam nữ cũng không thể phân biệt được từng bộ quần áo mới được phát xuống từng phần thức ăn cũng được phát xuống Hứa Lan, cũng chính là thiếu nữ đầu tiên bị Lý Nguyên mang đi, thì đang ngồi ngay ngắn trên ghế lớn ở chỗ cao. Sau khi thay quần áo mới, sắc đẹp của nàng đã được gia tăng, có thể nói là diễm lệ không gì sánh được. Lúc này, trên mặt nàng hiện lên vài phần vẻ lãnh ngạo của thượng vị giả nhưng rất gượng gạo, nàng cất cao giọng nói, "Đại thúc cho chúng ta chỗ ở, cho chúng ta ăn, mặc, hắn còn muốn dạy chúng ta võ công, các ngươi có học không?" "Học, học." Trong đám ăn mày có người lớn tiếng hô, còn có người dùng tiếng mũi nhỏ giọng nói. Hứa Lan nói, bây giờ đi nấu nước tắm rửa thay quần áo mới sau đó đến luyện công mọi người đồng thanh đáp vâng hứa thịnh cũng vui vẻ nhìn muội muội mình sự tình có thể phát triển đến bước này là điều y không thể tưởng tượng được người cứu y từ đại ngục thanh đàm đã đưa y đến một tòa phủ đệ mà trong phủ còn có muội muội của y hứa lan người nọ nói sau này phủ này là nơi các ngươi ở sau đó người nọ lại lục tục mang về nhiều ăn mày khác bởi vì đều là ăn mày cho nên hứa thịnh và hứa lan đều biết bọn họ không chỉ có quen biết, giữa hai bên còn có qua lại, thậm chí là ân oán nhỏ. Bởi vì những tên ăn mày này đều không phải là người tốt, mỗi người đều tàn nhẫn. Mà những tên ăn mày kia cũng đều biết hứa thịnh, hứa lan. Nhất là hứa lan. Đây chính là mỹ nhân nổi tiếng trong đám ăn mày. Canh thừa thịt nguội thế mà lại dưỡng thành một cô nương da trắng, mắt to, eo như dương liễu. Nàng có đi chân trần thì cũng làm cho lòng người ngứa ngáy, giống như đó không phải chân nhỏ, mà là bảo bối như dương chi ngọc có ai lại không muốn đem bảo bối như vậy ôm vào trong ngực để mà thưởng thức một phen mà đây nếu không phải trời sinh quyến rũ thì là cái gì thậm chí không ít ăn mày trẻ tuổi đều gọi nàng là đại tiểu thư mà một ít lão ăn mày lăn lộn đã lâu thì thường dùng ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm hứa lan này ánh mắt kia như là muốn lột sạch quần áo hứa lan sau đó tiến sát hông tách chân của nàng ra làm chút chuyện bỉ ổi với mỹ nhân mới trưởng thành này đáng tiếc hứa lan không chỉ đẹp mà còn rất mạnh mẽ ca ca của hứa lan là hứa thịnh cũng là một kẻ tàn nhẫn là kẻ đã từng giết người bởi vì y mê tín một câu đoán mệnh của người mù thời niên thiếu lại nhìn thấy hứa lan lớn lên xinh đẹp như thế nhà tan cửa nát hết thảy hy vọng toàn bộ sụp đổ cho nên y mới đặt số mệnh kia trên người hứa lan từ đó coi hứa lan là hy vọng sau đó y không coi bản thân là huynh trưởng nữa mà nghiễm nhiên làm như một tùy tùng tư thế thành kính thậm chí là cuồng tín đồ cho dù vì hứa lan mà chết y cũng sẵn sàng đôi huynh muội này xem như có danh tiếng trong đám ăn mày nhất là hứa lan cách hứa lan làm việc và chia thức ăn đều rất có khí độ là một nhân vật có thể phục chúng lần này nếu không phải bị mã lão ra bắt được nàng cũng có thể sống thật tốt trong ổ ăn mày hiện tại đợi đến khi đám ăn mày lần lượt đi xuống hứa lan mới đứng dậy vòng qua bình phong nhìn về phía người áo xám đang ngồi trên ghế hành lễ tao nhã không giống một tên ăn mày nói đại thúc ta làm được không người áo xám tất nhiên là lý nguyên mà Hứa Lan lại là đứa trẻ hắn nhìn chúng. Chỉ có điều, hắn cũng không biết tư chất của Hứa Lan như thế nào, cho nên lại thông qua huynh muội Hứa Lan Hứa Thịnh mới biết không ít ăn mày bản địa. Sau đó lại sàng lọc, chọn ra người có tâm tính tương đối kiên định, thân thể tạm được, sau đó mang tới nơi này. Nhưng mà, Lý Nguyên không có ý định làm bảo mẫu, cũng không muốn chiếu cố bọn họ, nâng đỡ bọn họ trưởng thành, giúp bọn họ chém giết kẻ thù bên ngoài. Lý Nguyên chỉ muốn cho bọn họ một nền tảng, sau đó cách một đoạn thời gian lại đây xem một chút có thể học được công pháp của hắn hắn sẽ tiếp tục dạy hiện tại thiếu tài nguyên hắn sẽ cung cấp một ít nhưng tất cả mọi thứ sau này thì phải cần những tên ăn mày này tự mình lo liệu con đường cung cấp con đường kiếm tiền hắn sẽ an bài một chút cho những thiếu niên và thiếu nữ này nhưng tiền thì cần chính họ đi kiếm cho nên lý nguyên không động đến nhà mã lão gia cũng không động đến nha dịch ngay cả tiến vào đại ngục cũng dùng phương pháp hạ mê dược ôn nhu nhất mà không phải tùy tiện đi vào ngục đón hứa thịnh đi nếu thật sự như vậy hắn thậm chí không cần tự ra tay nhưng những gì hắn muốn không phải là những tên ăn mày này ở trong nhà kính học tập công pháp của hắn hắn cho họ hy vọng dạy họ bản lĩnh và sau đó trong quá trình trưởng thành sinh tử không hỏi trừ phi gặp phải tình huống đặc thù gì đến lúc đó lý nguyên sẽ phán đoán khác làm không tệ lý nguyên khen ngợi sau đó nói nhưng đại thúc sẽ không ở lại đây thường xuyên hứa lan cũng không lộ ra vẻ mặt thất vọng mà là nói ta biết đại thúc là người có đại bản lĩnh đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này vậy đại thúc muốn chúng ta làm gì đây lý nguyên nói chỉ là muốn đem công pháp của ta truyền thừa xuống mà thôi còn có đó là chính các ngươi sống thật tốt làm như thế nào ta không hỏi cũng không quan tâm cảm tạ đại thúc hứa lan nói sau đó lại hơi do dự ánh mắt to hơi rủ xuống khuôn mặt xinh đẹp ôn liễm sau đó lại mở môi hỏi chỉ là ta có thể biết tại sao đại thúc lại chọn ta không chỉ vì ta xinh đẹp sao lý nguyên cười nói đương nhiên không phải bởi vì ngươi rất đặc biệt ta đặc biệt Hứa Lan thần sắc phức tạp hỏi Lý Nguyên gật đầu nói ngươi tướng mạo quý khí dù có trắc trở nhưng tất thành đại nhân vật à thần sắc Hứa Lan thay đổi mấy lần lại hỏi Đại thúc là nghe huynh đệ ta nói chuyện thầy bói sao trong thanh âm Lý Nguyên mang theo kinh ngạc nói thầy bói gì Hứa Lan liền kể lại chuyện gặp thầy bói khi nàng còn bé Lý Nguyên cười nói vậy không phải là trùng hợp sao chưa từng nghĩ tới thầy bói kia lại có cái nhìn giống ta Giờ khắc này, đáy lòng Hứa Lan đã nhấc lên sóng to gió lớn, một cỗ lòng tin chưa từng có bắt đầu sinh sôi nảy nở. Nàng, chú định trở thành một đại nhân vật. Nàng, sinh ra bất phàm. Nhưng trên thực tế, đây đều là lý nguyên lừa gạt nàng, mà thứ lý nguyên muốn chính là hiệu quả này. Nếu một người cảm thấy mình là thiên mệnh chi tử, như vậy thành tựu của họ thường sẽ cao hơn không biết bao nhiêu so với cảm thấy mình chính là một tên ăn mày. Tại trong ngục, hắn nghe Hứa Thịnh nói chuyện thầy bói, lúc này liền thuận nước đẩy thuyền lại giúp Hứa Lan củng cố lòng tin một chút mà thôi. Nhưng cũng không phải lúc này hắn đã xác định Hứa Lan có thể lĩnh ngộ được Nam Sơn Quỷ Vũ Quan tưởng đồ hay là luyện thành một thức yêu đao kia, như đây chỉ là tăng thêm một phần lợi thế mà thôi. Mọi đứa trẻ ở đây và tất cả những người sẽ đến đây trong tương lai đều có hy vọng. Gieo hạt giống, nhưng đến bao giờ hạt nào mới có thể nảy mầm, mới có thể trưởng thành thành đại thụ, hắn không thể biết. Lý Nguyên ở lại đây gần 2 tháng. Trong 12 tên ăn mày, lại có 8 người luyện ra ảnh huyết, phá vào cửu phẩm hứa lan hứa thịnh đều ở trong đó lý nguyên ném cho bọn hắn một ít binh khí và tiền lại để lại thịt yêu thú cửu phẩm đủ cho ba tháng tu hành liền quyết định rời đi huynh muội hứa ra biết hắn phải đi lúc này đều có chút lưu luyến đại thúc chúng ta sẽ bảo vệ tòa phủ này hứa thịnh nói mà hứa lan lại nói đại thúc phủ này còn chưa có tên ngài đặt một cái đi lý nguyên suy nghĩ một chút lấy bút mực ngòi bút ngân câu thiết họa viết hai chữ xa hương bên cạnh có những tên ăn mày khác hỏi đại thúc chữ này nghĩa là gì lý nguyên nói sa nghĩa là xa xỉ hương nghĩa là cố hương xa xỉ là kỳ vọng của đại thúc đối với các ngươi đại thúc kỳ vọng các ngươi có thể dựa vào lực lượng trở nên mạnh mẽ từ đó thu hoạch cuộc sống xa xỉ nhưng cũng không bao giờ quên đây là nơi ngươi sinh ra hứa lan sai người đặt hai chữ xa hương vào tấm biển sau đó treo ngang ở phía trên cửa nội đường nàng nói đại thúc hiện tại nơi này không phải xa hương cho nên ta không treo cửa ngoài chờ một ngày nào đó trở thành ta lại treo ra ngoài lý nguyên nhìn những thiếu niên thiếu nữ này nói thật hắn muốn lợi dụng những hài tử này cũng là cổ vũ những hài tử này rơi vào ma đạo cho nên hắn mới viết hai chữ xa hương lại khắc vào trái tim bọn họ một ngòi lửa tên là dục vọng nhưng giả sử trong những hài tử này có người có thể đi theo con đường thiên lý hiệp khách quan tưởng đồ hắn cũng sẽ không keo kiệt dù sao bất kể anh hùng hay là tà ma đều là những người gây chuyện thị phi hắn định đi xây dựng thêm một thế lực bồi dưỡng chính đạo nhưng cảm thấy mệt mỏi và không thể quan tâm hết được hứa thịnh đột nhiên nói đại thúc nếu như còn có những tên ăn mày khác muốn học công pháp của ngài chúng ta có thể dạy cho bọn họ không tiếng nói vừa dứt xung quanh lặng ngắt như tờ lý nguyên chậm rãi nghiêng đầu hỏi biết lễ thầy trò không hứa thịnh trực tiếp cúi đầu nói ta sai rồi nhưng thật ra hắn cũng không hiểu bởi vì bọn họ cũng từng muốn bái đại thúc làm sư phụ nhưng đại thúc lại chưa từng đồng ý chỉ là để cho bọn họ xưng là đại thúc lý nguyên nói Tiểu thịnh, ý của ta là, nếu bọn họ muốn học công pháp này, cần phải biết bái sư như thế nào, tôn sư như thế nào, làm được, các ngươi có thể nhận lấy. Dứt lời, hắn lại lấy từ trong ngực ra một phong thư đã chuẩn bị từ trước, giao cho hứa lan nói, sau khi ta đi, các ngươi có thể dựa vào phong thư này để đến tử lâu tùng hạc. Sau đó các ngươi đi săn bắn cũng được, bắt cá cũng được, thu thập đặc sản trên núi cũng được, chỉ cần mặt hàng không tệ, tử lâu tùng hạc đều sẽ thu hàng của các ngươi. Tử lâu tùng hạc là tử lâu lớn nhất huyện Thanh Đàm nhưng rất ít người biết thật ra tử lâu này đã bị tử lâu hành vu lặng lẽ thu mua hiện tại lão bản của tử lâu cũng là thân tín tích ngưng phải tới lão bản kia thấy thư nhất định có thể nhìn ra bí văn trong thư từ đó biết nên làm gì không nên làm gì đây cũng là con đường mà hắn để lại cho những thiếu niên thiếu nữ này đại thúc ngài không trở lại nữa sao hứa lan hỏi lý nguyên nói qua một thời gian nữa chờ các ngươi tinh tiến ta tự nhiên sẽ trở về xem một chút sau đó dạy cho ngươi pháp môn tiếp theo dứt lời hắn thản nhiên cười chắp tay mà đi thoáng cái đã biến mất vô tung vô ảnh một đám đệ tử xa hương đứng nhìn sau đó nhao nhao quỳ xuống theo hướng hắn rời đi dập đầu đồng thanh nói với nam nhân thần bí đã thay đổi vận mệnh của bọn họ đại thúc đi thong thả sau đó bọn họ lần lượt đứng dậy từng người cầm đao trong mắt lóe ra ánh sáng nguy hiểm hát điều đậu trên cành lẳng lặng nhìn lý nguyên đã mua một con ngựa ở trong huyện nhảy lên ngựa đi về phía bắc trong đầu hắn suy nghĩ bay xa hắn bỗng nhiên nghĩ đến các thế lực lớn như huyền kim quan thánh hỏa cung chắc là còn có thế lực siêu nhiên ẩn nấp sau lịch sử điều này có nghĩa là có ai đó đã làm điều tương tự như hắn chia ra một tấm quan tưởng đồ là xây dựng lên một thế lực độc lập vấn đề ở đây là những người đã làm điều tương tự như hắn còn sống không một lần đi là hai tháng không ai biết lý nguyên đi đâu nhưng lão tổ đi xa cũng là chuyện bình thường sau khi trở về sắc trời đã tối sau khi hắn tắm rửa thay quần áo Ôm Diêm Nương Tử Xuân Thủy đưa tỉnh. Rất lâu sau, màn đêm an tĩnh. Diêm Nương Tử nhích mông, xoay người, hai cánh tay ngọc ôm lấy cổ hắn, hà hơi nói, ngày mai đi chỗ Tiết tỷ tỷ, nàng bình thường không nói, nhưng ta biết nàng cũng muốn. Lý Nguyên vươn tay ôm giai nhân trong ngực, nhẹ giọng đem chuyện hắn làm mấy ngày nay nói với cô. Diêm Nương Tử không nói gì, hai má dán vào trong ngực nam nhân, đột nhiên hỏi một câu, ta đang suy nghĩ quy luật của Phượng Nhi. Nàng vẫn mơ về nàng ấy hả? À? cầm tiểu nương tử đè lên ngực nam nhân, đây là đang gật đầu. Nhưng quỷ vật cũng không phải chính họ, mà ta lại không muốn nàng xảy ra chuyện. Cái cầm kia lại đè xuống, nhưng đột nhiên đôi chân tiểu nương tử lung linh bám vào Lý Nguyên, lại bò lên trên một chút, tiến đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nếu như quy luật của Phượng Nhi là không cho ta chết thì sao? Vấn đề này là đang hỏi Lý Nguyên. Trong không khí yên tĩnh trở lại, hắn lại nói, quy luật của tiệm mộc là ngươi tiến vào tiệm mộc, hố vạn nhân là nhân quả luân hồi, người chết tới tìm người nói nghiêm túc hai quỷ vực này đều không phải là quy luật gì đặc biệt trên cơ bản là ngươi phải tiến vào quỷ vực mới có thể xảy ra chuyện mà quy luật không cho nàng chết này lại không hợp lý hơn nữa nàng cũng không có cách nào để chứng minh quy luật này nói xong lý nguyên đột nhiên ôm chặt diêm nương tử nói nàng đừng ngốc nghếch tự mình đi thử diêm nương tử cảm nhận được sự khẩn trương hắn thản nhiên cười bàn tay mềm mại vuốt ve ngực của hắn nói nhìn chàng khẩn trương kìa nàng hứa với ta đừng thử lung tung lý nguyên quả thật rất khẩn trương hắn sợ bà nương mình dùng cái chết để thử xem phượng nhi có ra tay cứu nàng hay không thử thế nào đây diêm ngọc không thể tu hành nhất định không thể trường sinh cho nên lý nguyên hy vọng mình có thể trở thành chiếc ô lớn của cô che gió che mưa cho cô bảo vệ cô cả đời an bình diêm nương tử khẽ giật đôi môi đỏ mọng muốn nói lại thôi lại vùi đầu giấu vào trong ngực lý nguyên nhẹ nhàng nói được ta không thử lung tung phải ngoan Lý Nguyên giống như dỗ trẻ con, gần đây hắn động một chút là bị người ta gọi là tiền bối, gia gia, lão tổ, đại thúc, vì thế liền có cảm giác nhìn ai cũng rất nhỏ. Nếu hắn soi gương, hồi tưởng lại năm nay tuổi thật của hắn cũng chỉ mới 21, nói không chừng trong lòng sẽ sinh ra cảm giác cạn lời. "Dạ, lão tổ, gia gia, tiền bối." Diêm Nương tử nũng nịu, sau đó lại chắp tay, ra vẻ giật mình nói, "Ai nha, sao ta lại ngủ cùng lão tổ mất rồi, hu hu hu, đừng chạm vào ta, thả ta ra." Lý Nguyên bị cô trêu chọc như vậy, cảm giác lại tới nữa, nhưng nhìn dáng vẻ của cô, nói, đã làm mẹ rồi, còn nghịch ngợm như vậy, xem ta trừng phạt nàng như thế nào. Phu thê, lại ân ái lần nữa. Lý Nguyên nằm thư giãn, cảm thấy âm dương giao hòa, tâm thần yên tĩnh. Mà Diêm Nương Tử lại mệt mỏi tê liệt, ngón tay lại nhẹ nhàng gõ vào ngực nam nhân, sau đó nhẹ nhàng nói, đúng rồi, quên nói với chàng một chuyện, chuyện gì, thư của cháu ta. Dứt lời, Diêm Nương Tử lại thêm một câu, Diêm Mục, Đi Ngọc Kinh ấy, thư đưa đến phường Tiểu Mặc, nói muốn đưa cho Diêm Ngọc hoặc là Lý Nguyên, sau đó lập tức có người đưa đến này. Trong thư nói, Hồng Liên Thái Tử thất bại, chạy ra khỏi Ngọc Kinh, đang bị truy sát, Hoàng đế muốn về Ngọc Kinh ban thưởng. Có thể, y cũng sắp trở về. Nói xong, cô cười nói, cháu ta, muốn áo gấm về quê. Lý Nguyên từ trong ký ức gợi ra vị Diêm huynh kia, cẩn thận suy nghĩ một chút. Năm đó tương giao, Diêm Mục chưa từng xem thường hắn, sau đó phó thác thân quyến hiện giờ lại trở thành thân thích tốt tốt y còn sống là tốt rồi đừng gọi diêm huynh nữa y phải gọi chàng là di phụ dượng không khí trầm tĩnh lại diêm nương tử lại nói đừng lo lắng tóm lại là người trong nhà hẳn là sẽ không phải lai giả bất thiện lý nguyên gật đầu nhưng bây giờ hắn đã khác xưa bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì cũng đủ để cho hắn sinh lòng cảnh giác nếu như hắn nhớ không lầm hoàng đế đã hứa hẹn với thế lực lớn trong thiên hạ phàm là cần vương trợ hắn đoạt lại ngọc kinh đều có thể chọn ba loại bảo vật từ trong kho vũ khí của đại chu hồng liên thái tử đã bại đó chính là lúc hoàng đế phải mở kho vũ khí của đại chu diêm mục thế mà cũng tham gia vào trong đó điều này thật sự không sao chứ y trở về để làm gì lúc lý nguyên còn đang nghĩ diêm nương tử đã vào mộng trong mộng căn phòng tối đen cửa sổ trói mắt bóng trắng quỷ dị mỗi đêm đều như thế diêm nương tử đã sớm có được năng lực tự do hành động cô đi về phía trước vài bước ngồi vào trước bàn nhỏ trong phòng, hơi hơi trông má, mà chẳng biết từ lúc nào trên bàn lại xuất hiện mấy tờ tiền giấy màu trắng thần bí. Diêm nương tử giơ tay chạm vào, nhưng còn chưa đụng tới, bóng trắng cửa sổ đã khanh khách xoay người, cướp lấy mấy tờ giấy trắng trước mặt cô, sau đó đưa tới tay cô. Diêm nương tử nhận lấy tiền giấy, nhẹ giọng nói, Phượng Nhi, chúng ta cùng làm chút chuyện đi, nhưng không có phản hồi. Quỷ không biết nói. Diêm nương tử lại nói, nam nhân của ta quá lo lắng cho ta, ta cũng không biết nên nói với hắn như thế nào. Vẫn là trầm mặc. Hắn nhất định sẽ ngăn cản ta, cái gì cũng không cho ta làm. Bởi vì ta chỉ là một người bình thường và hắn lo lắng có chuyện gì đó không ổn xảy ra với ta, ngữ khí diêm nương tử ôn nhu. Trong phòng, vẫn tĩnh mịch, không có đáp lại. Diêm nương tử đột nhiên có chút trần chờ lẩm bẩm, lo lắng của hắn là đúng. Hắn và tiểu thánh đều là người quan trọng nhất trong lòng ta, hắn lo liệu bên ngoài, ta cho hắn một gia đình là được rồi. Cô thản nhiên cười, mà người đối diện lắng nghe cô nói lời trong lòng lại là một nữ quỷ, ngày hôm sau. Một phong thư danh mục hàng hóa phố quỷ đến từ bàng nguyên hoa được đặt trên bản sách của Lý Nguyên. Kẹo đường con kiến, giá 4 ly, tác dụng, khi ngươi nhìn vào mục tiêu và liếm hết kẹo đường, mục tiêu sẽ trở thành kẹo, không thể đẩy nhanh tiến độ bằng cách nhai. Kẹo đường con thỏ, giá 3 ly, tác dụng, như trên. Kẹo đường cự tượng, giá 2 ly, tác dụng, như trên. Hộp son màu xám, giá 4 ly, tác dụng, trang điểm đơn giản, có thể giúp người biến thành một người khác chỉ cần không có ảnh huyết ẩn chứa tổ lục rửa mặt sẽ được duy trì và sẽ không bị vạch trần biến hóa không thể vượt qua giới tính không thể tăng trưởng chiều cao không thể thay đổi hình thể chỉ thay đổi tướng mạo sau một lần sử dụng hộp son bị hủy hộp son màu trắng giá một phân tác dụng như trên không thêm có thể thay đổi chiều cao và hình thể hộp son màu vàng giá 3 phân tác dụng không biết hộp son màu đen giá một tiền tác dụng không biết hộp son màu đỏ cá, không biết, tác dụng, không biết. Hộp son màu xanh, cá, không biết, tác dụng, không biết. Treo bài bằng đồng, giá 2 phân, tác dụng, sau khi đeo đồng bài, người khác trên đồng bài sẽ tự động biến thành bộ dáng người đeo, trợ giúp người đeo chống lại các loại công kích như nguyền rủa Chú, treo bài, hình dạng tương tự như mát quần áo. châm cài tóc bằng đồng, giá 2 phân, tác dụng, lấy tóc mục tiêu bệnh thành tiểu nhân, lại yên lặng quan tưởng tên và bộ dáng của đối phương. Đem châm cài tóc đâm xuống tiểu nhân là có thể khiến đối phương chịu một lần công kích đáng sợ. Giới chỉ bằng đồng, giá 2 phân, tác dụng, không biết. Lý Nguyên lẳng lặng nhìn. Hắn chỉ cảm thấy sởn gai ốc. Hắn biết, bà Nguyên Hoa sửa sang lại những trang bị này đều là trang bị thường thấy nhất, là đồ vật mà những người bán hàng rong giao bán ở cửa vào phố quỷ. Tương tự, tác dụng của những thứ này cũng dễ làm rõ nhất, dù sao luôn luôn có không ít người ngoại lai like không ngừng nếm thử. Lúc trước ta còn thắc mắc, tại sao kẹo đường càng nhỏ càng đắt? Nguyên lai, like, kẹo đường càng nhỏ càng liếm nhanh hết, cũng có thể áp đặt nguyên rủa cho mục tiêu càng nhanh, cho nên mới càng đắt. Hộp son, thứ này mạnh hơn mặt nạ da người quá nhiều. Nếu có người sử dụng hộp son lẻn vào bên cạnh ta, nói không chừng ta khó có thể phát hiện. Treo bài và châm cài, một cái giống như tấm khiên chống đỡ nguyên rủa, một cái lại là thanh kiếm sắc bén gây nguyên rủa. Những vật phẩm này chỉ là vật được bán ở lối vào phố quỷ, có thể nói là hàng ven đường. Nhưng hàng ven đường đã đáng sợ như thế rồi. Thật khó để tưởng tượng hàng bán trong những cửa hàng kia, thậm chí là kỳ thú viên gì đó hay là tiểu nữ hài bán hoa có thể làm được gì. Hành hài, thật là đáng sợ. Dù cho bản thân những thứ này không có lực lượng, nhưng đã có thể vượt qua nhiều cảnh giới trực tiếp giết người, hơn nữa còn khó lòng phòng bị. Điều quan trọng chính là, thực lực tổng hợp hiện lên trên người những hành hài này hoàn toàn không phải là lực lượng chân chính của bọn họ. Nhưng may mắn ta có thể nhìn thấy trang bị của đối phương, nếu không thật đúng là khó làm. Lý Nguyên nhìn mấy thứ này càng kiên định ý nghĩ mình tuyệt đối không dễ dàng lăn lộn trong giới hành hài. Nhưng hắn muốn kiếm quỷ tiền, sau đó mua nhiều trang bị mới được. Quét tiền trên người, một tờ ba phân, hai tờ một phân, hai tờ ba ly, một tờ một ly, tổng cộng năm phân bốn ly. Hơi suy nghĩ một chút, hắn lấy bốn phân bốn ly quỷ tiền giao cho bà Nguyên Hoa nói: mua hai cái treo bài bằng đồng, một cái cho ngươi, một cái cho ta, lại mua một hộp son màu xám. Bà Nguyên Hoa nhận lấy quỷ tiền nói: biết rồi. Lý Nguyên hỏi, kiếm quỷ tiền, chỉ có thể thông qua cướp bóc thôi sao? Bà Nguyên Hoa suy tư một chút rồi nói, chủ yếu là cướp và bán. Cướp là cướp của những kẻ không biết gì từ bên ngoài đến, bán thì là bán hàng cho quỷ, giống như những hộp son ta bán giúp ngài lần trước. Lý Nguyên nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, rũ mắt suy tư một chút nói, về sau ta có nghĩ tới, hộp son kia hẳn là một loại môi giới tiến vào quỷ vực, hoặc là một loại nguyên rủ của ác quỷ. Cho nên, Sở dĩ bóng dáng của hành hài lơ lửng bất định chính là đang tìm kiếm những vật phẩm mà mình không thể sử dụng, sau đó có thể bán cho ác quỷ được không? Bà Nguyên Hoa gật đầu, nói, ta tìm nữ nhân họ Long tìm hiểu một chút, nàng nói quỷ thợ mộc, Hố Vạn Nhân là quỷ vực thuộc về niên đại không lâu, tương đối đơn giản, cho nên trong đó chưa từng sinh ra quỷ vật. Nếu là những quỷ vực phức tạp kia thì có thể nhìn thấy không ít quỷ vật, cho nên đám hành hài bất định hẳn là đi truy tìm những quỷ vật này. Lý Nguyên nói, ngươi có thể nhìn thấy tuyến vậy thì có thể khóa chặt quỷ phó mà quỷ phó ở bên ngoài thì cũng đồng nghĩa tồn tại loại quỷ vật này bà nguyên hoa cũng không sợ hãi nàng và nam nhân trước mặt ràng buộc với nhau cùng chung vinh nhục suy nghĩ một chút nói chúng ta đi tìm quỷ phó sao lý nguyên lắc đầu nhưng không lên tiếng bà nguyên hoa đột nhiên nói tiền bối không đến trung phủ thật ra là chính xác lý nguyên hứng thú ngẩng đầu hỏi vì sao bà nguyên hoa nói mọi thế lực vận chuyển đều có mục đích nguyên bản ta một mực lo lắng chuyện của quỷ thợ mộc mà không có cẩn thận quan sát kỹ trung phủ. Nhưng hiện giờ, ta nhìn ra chút manh mối. Hình như trung phủ đã thay đổi nhiều nhóm người." Ồ, hai mắt Lý Nguyên hơi nheo lại. Những lời này của bà Nguyên Hoa trực tiếp làm cho suy đoán của hắn được chứng thực. Trung phủ là một trại nuôi heo. Có người đang nuôi heo, còn duy trì trật tự là bởi vì heo còn chưa béo, chờ béo có thể làm thịt, vậy sẽ một hơi giết sạch. Về phần vì sao không lo lắng làm thịt xong heo sẽ không có heo. Lý do cũng rất đơn giản. Lý Nguyên đều có thể lợi dụng mộc nhân ngẫu biến một tên cướp thành hành hài. Chẳng lẽ phủ chủ và trưởng lão của trung phủ lại không thể sao? Tiền tài chớ để lộ, làm việc cẩn thận, Lý Nguyên trịnh trọng nói. Bà Nguyên Hoa nói, yên tâm đi, tiền bối. Sau đó, nàng chuyển xe rời đi, mà tới trước ngưỡng cửa, đã thấy xe lăn dễ dàng vượt qua ngưỡng cửa, rồi xoay lại đối diện với Lý Nguyên. Bà Nguyên Hoa cười nói, xe lăn niên niên làm cho ta, ta rất là thích, ta biểu diễn cho ngài xem một chút, được không? Lý Nguyên cười gật đầu, hắn cũng có hứng thú với tay nghề của dưỡng nữ. Kết, bà Nguyên Hoa dường như là ấn vào nút then chốt gì đó. Ngay lập tức, xe lăn chuyển động giống như autobot biến hình, sau cánh tay sắt thép dài ra từ sau xe lăn, hai cái cầm đao, hai cái cầm thuẫn, còn có hai cái phân biệt cầm cung và mũi tên, chúng hung dữ che chở bên người bà Nguyên Hoa. Ngoài ra, còn có sáu ống kim loại màu xám ảm đạm xuất hiện ở hai bên xe lăn, rõ ràng là bệ phóng như hoa lê bảo vũ. Mà trên xe lăn lại có một chỉ số di động, 209-210 Nàng làm cho người một khôi lỗi. Nờ, ta lấy được trái tim của một con yêu thú thất phẩm, không tệ lắm chứ. Bà Nguyên Hoa giống như tiểu cô nương khoe khoang đồ vật, khai ngợi xe lăn. Hiển nhiên nàng thực sự coi thiếu niên 21 tuổi trước mặt mình là một lão quái vật, thời gian trôi qua. Bởi vì Lý Nguyên ngăn chặn tất cả mối tai họa ngầm, hơn nữa vững vàng, khiêm tốn, cẩn thận cho nên mấy huyện không phát sinh đại sự gì. Trong lúc đó nguyên bản có mấy lục phẩm từ trung nguyên muốn đến nơi này chiếm núi làm vua nhưng vừa tra tình huống nơi này liền lập tức đổi hướng ba quỷ vực còn có một vị cổ tượng tướng quân cùng với mộc tiên sinh có thể dễ dàng chấn áp cổ tượng tướng quân còn có huyết đao lão tổ mở võ lư loại địa phương quỷ quái hung hiểm vạn phần này những lục phẩm kia không ngốc thì chắc chắn không ai đến cuộc sống an bình như vậy làm cho lý nguyên hưởng thụ được niềm vui của cuộc sống mà từ sau khi diêm mục gửi tới một phong thư qua thật lâu phong thư thứ hai mới tới Lần này, Y đã biết Lý Nguyên đã thành hôn với tiểu di của Y, hơn nữa còn sinh con. Trong thư, Y biểu đạt chúc mừng, nhưng còn nói Ngọc Kinh lại sinh biến cố, có lẽ không thể chạy về. Phía bà chủ, mạng lưới quan hệ lấy tiểu lâu hành vu làm trung tâm cũng chậm rãi trải ra ngoài, bắt đầu kéo dài ra các huyện ngoài năm huyện. Mà trước khi tuyết lớn phủ kín núi vào mùa đông, một con đường trong đó mang về tin tức lớn đến từ Trung Nguyên. Hoàng đế, đổi ý rồi. Nhóm đại thế lực đã giúp y đuổi Hồng Liên Thái Tử đi, nhưng y không muốn mở kho vũ khí đại chu cho các thế lực khác chọn bảo vật, y muốn đổi thành phong thường khác. Nhưng các thế lực khác làm sao có thể đồng ý? Hoàng đế này thật đúng là ngốc, bà chủ không nhịn được mà phun một ngụm. Lý Nguyên lại ngưng trọng nói, nhưng mà, chỗ dựa của hoàng đế là gì? Trong lúc hai người đang nói, ngoài cửa có một cái đầu nhỏ thò vào, tiểu thánh dưa quải trượng gõ cửa lạch cạch, hô, cha, tiểu nương, ăn cơm thôi. Hai người nhìn nhau cười, đứng dậy. Lý Nguyên một tay ôm lấy tiểu thánh, xuyên qua hành lang gấp khúc đi xa bất luận trung nguyên đánh kịch liệt như thế nào thì chiến hỏa tạm thời còn chưa cháy đến đây trong thiện đường khói bếp lượn lờ tràn ngập giữa gió tuyết lạnh thấu xương đó là khói lửa nhân gian không khác gì thiên gia vạn hộ trong huyện sơn bảo mùa đông có cái gì vui hơn so với cả gia đình cùng nhau ngồi ăn cơm đây ngày hôm sau tuyết tan mặt trời mọc trong trang viên được bọc trong màu trắng bạc rồi lại nhuộm vàng tiểu thánh được bọc trong áo bông lớn chống nặng nhỏ hai dấu chân nho nhỏ và một lỗ hổng tròn trịa chậm rãi lan tràn ra xa áo bông rất ấm lông nhung vây quanh cổ cũng không còn chỉ lộ ra một khuôn mặt đáng yêu một đôi mắt cười tựa như trăng non rất nhiều quạ đen đang đứng trên núi giả hoặc cây cao hoặc nóc nhà dùng con ngươi cuồng loạn mà bình tĩnh quan sát đỉnh viện náo nhiệt này một hai ba một hai ba bốn năm một hai hai chạy chạy oa 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 tiểu bình an ngồi trên đùi bà chủ Ngửa đầu đếm quạ đen, nhưng đếm tới đếm lui Nhưng làm sao cũng đếm không qua con số 5 này Bởi vì quạ đen bay tới bay lui Không cho hắn đếm Tiểu Bình An tức giận khóc lớn oa oa Nước mắt tuôn ra Hắn đang khóc, Tiểu Thánh đang cười Diêm nương tử chạy tới, gõ vào đầu nhỏ của nàng Nói, đừng bắt nạt đệ đệ Khổ bao, khổ bao nhi Tiểu Thánh chỉ vào Tiểu Bình An cười hì hì Đôi mắt trắng như lưu ly Lại hiện ra một vẻ đẹp đáng yêu và ngây thơ Tiểu Thánh vừa nói ra chữ khổ bao nhi này Diêm Nương Tử và bà chủ đều sừng sốt, sau đó mới kịp phản ứng lại, hiểu nó nói là khóc bao nhi, đây là đang nói Tiểu Bình An đặc biệt dễ khóc. Tiểu Bình An nghe được từ này, cũng sừng sốt một lát, sau đó nhanh chóng quan sát sắc mặt, đột nhiên tỉnh ngộ là có ý gì, lại khóc càng dữ dội. Diêm Nương Tử cũng vội vàng chạy đến bên cạnh bà chủ, cùng nhau dỗ Tiểu Bình An. Mà Tiểu Thánh thì cầm quải trượng, đi tới đi lui trong tuyết trắng bạc, mảng lớn quạ đen bay múa xung quanh nàng, giống như ngọn lửa màu đen khảm hồng ngọc sau khi lý nguyên hoàn thành tu hành buổi sáng như thường lệ hắn cũng đi tới nơi này muốn hưởng thụ một chút niềm vui gia đình hắn ngẩng đầu quét mắt nhìn quả đen 15 con giá trị là 18 đến 20 hắn nhớ là lúc tháng 3 chỉ có 6 con đây là hơn một tháng sau hơn nữa chỉ số 18 đến 20 đã có thể coi là võ giả cửu phẩm tuy rằng không mạnh nhưng cũng chân chính nhập cửu phẩm nữ nhi nhà mình đến tột cùng là suy nghĩ của hắn lóe lên lại ngay lập tức bị phá vỡ trong giọng nói của áo bông nhỏ pha lẫn tiếng cười vui vẻ hô phụ thân ôm ôm một cái tay trái nàng chống nặng tay phải giơ lên động tác này có thể khiến lòng người tan chảy lý nguyên sẽ không từ chối hắn bước nhanh lên phía trước ôm lấy áo bông nhỏ áo bông nhỏ ném quải trượng ra lý nguyên ôm nàng đi dạo vài vòng trong tuyết lúc này mới dừng lại sau đó một tay ôm nàng một tay cầm lấy quải trượng nhỏ đi tới tiểu đình bên cạnh đặt quải trượng lên bàn sau đó nhìn về phía nhi tử nhà mình đang khóc thút thít Bàn tay nâng áo bông vươn ra phía trước mặt, nói, hai đứa phải ở chung thật ngoan. Áo bông nhỏ cười, vươn bàn tay non nớt đặt trước mặt Tiểu Bình An. Tiểu Bình An hừ một cái, quay đầu đi chỗ khác. Áo bông nhỏ lại soạt một cái bắt được tay của y, hô, khổ bao nhi, đừng khổ nữa. Oa, Tiểu Bình An tiếp tục khóc. Bà chủ vội vàng dỗ dành. Diêm Nương Tử ở bên cạnh nói, Tiểu Thánh, đừng kêu đệ đệ là khóc bao nhi nữa. Áo bông nhỏ hiển nhiên chưa thể biểu đạt ý tứ hơi phức tạp vì thế ngơ ngác nằm sấp trong ngực cha lý nguyên cười nói đắp người tuyết đi nói xong hắn lại hỏi niên niên đâu diêm nương tử nói ở võ lư bà chủ nói cũng không phải là ở võ lư gần đây niên niên lại chạy đến chỗ ta diêm nương tử tò mò nhìn lại bà chủ nói chẳng phải là ta thành lập một tiểu thương đội sao chủ yếu là bán rượu nhân tiện bán đồ núi và gia thú thương đội kia chạy qua chạy lại xung quanh mấy lần niên niên liền cảm thấy rất hứng thú Liên chạy đi nói chuyện phiếm với chủ sự thương đội. Diêm nương tử nhịn không được mà cười nói, tiểu quỷ lớn rồi. Lý Nguyên thì nhìn về phía bà chủ nói, tiết tỷ, niên niên chắc là muốn mua tài liệu khôi lỗi tốt hơn, nếu nàng muốn mua, đừng tiết kiệm tiền, để cho nàng mua. Bà chủ lườm nam nhân nhà mình, hờn dỗi nói, chỉ có chàng thương nó. Lý Nguyên mỉm cười, sau đó kéo nhi tử và nữ nhi nhà mình cùng đắp người tuyết. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đắp xong một người tuyết nhỏ, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, lại chất thêm một người lớn hơn còn chưa thỏa mãn lại đắp một ngôi nhà tuyết cao mấy mét ở giữa móc rỗng lại đắp một cái bàn tuyết và năm cái ghế tuyết người bình thường không có bản lĩnh này nhưng lý nguyên lại có thể mà diêm nương tử và bà chủ cũng buồn cười tính trẻ con nổi lên từng người chui vào trong phòng tuyết nhìn trái nhìn phải sau đó lại pha trà ngồi quanh bàn tuyết mà uống ánh mặt trời xuyên qua băng tinh chiếu xuống trong phòng hiện ra vòng cung màu sắc rực rỡ mộng ảo tiểu bình an cũng không khóc chớp mắt hưng phấn đi dạo trong nhà tuyết Đám quạ bay tới bay lui, áo bông nhỏ dính lấy phụ thân. Người một nhà, vui vẻ hòa thuận, đợi đến khi nhà tuyết bắt đầu tan chảy, tiểu bình an lại khóc lên. Áo bông nhỏ chạy tới, vỗ đầu nó nói, bu cu, bu cu. Ba chủ tò mò hỏi, tiểu thánh đang học tiếng chim hót sao. Diêm nương tử im lặng nói, nàng đang làm cho đệ đệ không khóc, thời gian trôi qua từng ngày. Nội bộ củng cố, ngoại tặc đi đường vòng, năm huyện nhỏ phát triển an toàn và ổn định ngoại trừ hàng năm đồng ruộng vẫn thất thu thì không có gì quá chắc trở. Nhưng nếu sự tồn tại phía sau màn của năm huyện nhỏ này đã biến thành Lý Nguyên, lời nói của Lý Nguyên cũng đóng vai trò quyết định. Dưới đề nghị của Diêm Nương Tử và bà chủ, hắn lại mở đồng ruộng, hơn nữa còn sắp xếp tạp dịch trong môn, thậm chí đệ tử đi giúp đỡ nông hộ làm ruộng. Coi đây là một hạng rèn luyện mà người hoàn thành thành công thì còn có thể đạt được điểm môn phái để đổi lấy tài nguyên. Hắn càng cổ vũ đệ tử trong võ lưu đi giúp nông hộ trồng trọt. Công tử Kỵ Lộc Quan tưởng đồ vốn cần một trái tim Vân Đạm Phong Khinh, tiêu giao nhân gian, đi trồng trọt đồng ruộng chưa chắc không phải là một phương thức mài rũa tâm tính. Phải biết, hiện giờ võ lưu có địa vị rất cao. Đệ tử của võ lưu dẫn đầu đi hỗ trợ trồng trọt, đồng ruộng cũng bắt đầu bận rộn. Bên kia, hắn lại để cho các đại hộ giảm bớt tiền thuê nông nghiệp, từ ban đầu là giao tiền thuê theo lượng nhất định, biến thành giữ lại gạo theo đầu người, dân chúng trước hết phải lo lấp đầy bụng mình, gạo còn lại mới giao cho đại hộ. Mà để bồi thường Hắn cho những đại hộ này một ít danh ngạch để cho con cháu gia tộc trong đại hộ có thể tiến vào môn phái tu hành công pháp. Ngoài ra, trước các phường thị đều đặt các quán cháo, đây xem như cứu tế người không nhà để về. Đồng thời, đệ tử các môn phái cũng bắt đầu sắp xếp những người tị nạn không nhà để về này một chỗ ở lại, tặng cho đồng dụng mới mở, mặc dù không phỉ nhiêu nhưng tóm lại là có một công việc và hy vọng. Diêm nương tử, bà chủ dẫn đầu làm những chuyện này. Mà trong lúc đó, Lý Nguyên cũng không lộ diện nhiều cũng không ôm những thiện công này mà là đem toàn bộ việc này quy về trên người Diêm Nương Tử và bà chủ. Dần ra, người dân năm huyện đều xưng Diêm Bồ Tát và Tiết Bồ Tát và lại mọi người đều biết huyết đao lão tổ thương bà Nương. Dù sao, huyết đao lão tổ vốn chẳng quan tâm dân gian khó khăn, may mà có hai vị Bồ Tát, lúc này hắn mới làm những việc thiện này. Tháng 6, Lý Nguyên trở về Sa Hương một lần. Sa Hương không để cho hắn thất vọng, nhóm đệ tử Sa Hương đầu tiên này đã giải quyết chuyện của Mã Lão Gia và Nha Môn lúc trước giải quyết như thế nào không có gì cả mượn thế kéo ra hổ ra hổ này là ra hổ của tùng hạc tử lâu cũng là ra hổ của lý nguyên ra hổ của tùng hạc tử lâu dễ kéo nhưng ra hổ của lý nguyên khó kéo vì thế đám người hứa lan hứa thịnh còn tăng thêm danh hiệu cho lý nguyên bịa ra chút lai lịch thần bí bọn họ nói lý nguyên tới từ phượng bá tiên hương ở đông hải thần bí phượng bá tiên hương này là nơi thần bí trong truyền thuyết có thể tồn tại nhưng không thể kiểm chứng cũng không biết tên ăn mày nào nghe được từ đâu, dù sao cũng cứ như vậy mà bị đặt trên người Lý Nguyên. Hứa Lan Hứa Thịnh cũng không dám nói Lý Nguyên là chủ nhân Phượng Bá Tiên Hương, chỉ nói đây là một vị sứ giả thần bí đến từ Phượng Bá Tiên Hương. Sứ giả Phượng Bá Tiên Hương mang mục đích không biết, thu nạp thiếu niên thiếu nữ địa phương, dạy bọn họ công pháp, hơn nữa để cho bọn họ sùng bái chủ nhân Phượng Bá Tiên Hương thần bí. Hứa Lan Hứa Thịnh cùng với 6 thiếu niên thiếu nữ khác, còn đặc biệt biên soạn một bộ lễ nghi lễ bái thần bí chuyên dùng để lễ bái chủ nhân Phượng Bá Tiên Hương. Mà chủ nhân Phượng Bá Tiên Hương thật ra là một tượng gỗ cổ quái bọc trong vải đen. Tượng gỗ cổ quái này là do chính tay Hứa Thịnh dùng đao điêu khắc ra, bất quá việc này ngoại trừ Hứa Lan thì không ai biết. Lý do thoái thác như thế, nghi thức thần bí giả thần giả quỷ như thế, cộng thêm tám cửu phẩm, cùng với lời nói hàm hồ của Tùng Hạc Tử Lâu, Mã Lão Gia và quan phủ địa phương đều trợn tròn mắt. Không ai còn gây chuyện với xa hương này nữa mà Sa Hương lại chiêu thu không ít máu mới, điều này làm cho tiểu phủ đệ này biến thành một thế lực nhỏ. Sau khi Lý Nguyên biết được mình đột nhiên có thêm danh hiệu sứ giả Phượng Bá Tiên Hương, cũng tấm tắc khen ngợi. Nhưng mà hắn không đi sửa lại bất cứ chuyện gì, vừa không thừa nhận vừa không phủ nhận, mà là truyền thụ cho tám người kia phương pháp tu luyện bát phẩm và phương pháp đột phá thất phẩm, sau đó để Tùng Hạc Tử Lâu thoáng mở ra con đường mua thịt yêu thú bát phẩm. Thịt yêu thú bát phẩm vẫn quý hiếm như trước, chắc chắn là cung không đủ cầu nhưng mức độ chân quý này cũng không đắt như mấy năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là năm huyện thống nhất, ổn định và trị an tốt. Trong quá trình thương đội hành tàu ít khi gặp phải cường nhân, cho dù gặp phải một số sơn phỉ giải rác, cũng có thể dựa vào lực lượng của bản thân để đối kháng. Thống nhất, ổn định, trị an tốt, mang đến nhiều mậu dịch hơn. Thứ nhất, thương hội Hồng Nghĩ thấy nơi này yên ổn cho nên tăng hạn ngạch cung ứng. Thứ hai, quán rượu hành vu tự mình thành lập thương hội, mở ra con đường mậu dịch đối ngoại, cũng có qua lại với không ít thương hội, tài nguyên này cũng dễ dàng mua sắm. Thứ ba, theo hàng năm thất thu, sản lượng thịt yêu thú bát phẩm trong ruộng thịt lại dần dần gia tăng. Đủ loại nhân tố trồng lập, hơn nữa Lý Nguyên âm thầm thao túng, xa hương nho nhỏ ở huyện Thanh Đàm cũng có thể đạt được tài nguyên duy trì tu luyện. Nhưng vẫn là một câu nói cũ, tiền phải tự mình kiếm. Điều này khiến cho xa hương rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất định. Đệ tử xa hương khi đã nắm giữ thủ đoạn nhất định liền bắt đầu mở rộng chiêu mộ đệ tử đồng thời tăng cường khai thác hàng hóa miền núi, sau đó thông qua bán cho tùng hạc từ lâu để đổi lấy tài nguyên. Mà những hàng hóa vùng núi có phẩm chất tốt này lại thông qua thương hội của quán rượu hành vu để bán đến nơi khác, từ đó kiếm được ngân lượng và hình thành một vòng tuần hoàn khép kín. Đầu tháng 8, một lá thư đã được gửi đến tay Lý Nguyên thông qua một thương hội nào đó. Bức thư được viết bởi Diêm Mục. Trong thư biểu đạt sự thất vọng. Nhưng tại sao thất vọng lại không nói? Diêm Mục chỉ nói y muốn trở về. Lý Nguyên xuất thần nhìn phong thư kia, trong thần sắc hiện ra biểu tình như có điều suy nghĩ. Chỉ đơn giản là vài lá thư qua lại đã làm cho hắn hiểu được một chuyện, Diêm Mục rất có thể là đệ tử của một thế lực lớn ngang cấp với Thánh Hỏa Cung. Sau đó, hắn thông qua con đường của mình, thăm dò, lúc này mới biết được Trung Nguyên lại phát sinh đại sự. Năm ngoái, Hoàng đế nuốt lời, rõ ràng hứa hẹn mở ra kho vũ khí đại chu nhưng rồi lại mặc kệ. Điểm này, thật ra Lý Nguyên có thể hiểu được hoàng đế chắc chắn là được người nào đó nhắc nhở kho vũ khí tuyệt đối không thể mở ra bởi vì kho vũ khí này chính là nội tình hoàng thất nội tình hoàng thất nếu bị người lột sạch vậy hoàng thất vẫn là hoàng thất sao cho nên thời điểm hoàng đế hứa hẹn là cấp bách không kịp suy nghĩ hiện tại tỉnh táo lại nhưng thà rằng đổi ý cũng không muốn mở kho vũ khí nhưng thế lực lớn như thánh hỏa cung chắc chắn không cam chịu liên hợp đòi nợ là buộc phải làm hoàng đế ngay cả hồng liên thái tử cũng đánh không lại làm sao đối phó với thế lực đã đánh bại hồng liên thái tử và năm nay đã có câu trả lời. Đáp án này là chấp phá lại từ lời của võ giả trong thương đội từ phương Bắc chạy về. Nhưng nói một cách đơn giản, chỉ một câu, hoàng đế trọng dụng hành hài, y thậm chí bái một vị hành hài làm quốc sư. Chuyện Lý Nguyên biết được thông qua thương đội, bà chủ đương nhiên cũng biết. Bà chủ cũng rất tò mò. Hoàng đế này không phải ngốc sao, dùng hành hài làm quốc sư, hành hài không mơ ước bảo khố đại chu của hắn sao. Lý Nguyên đưa ra một loại suy đoán, giải đáp nghi hoặc cho nàng, có lẽ Hành hài thật sự không mơ ước bảo khố của Đại Chu. Tại sao? Cảnh giới của bản thân Hành hài không đại biểu cho thực lực mạnh hay yếu, mà trước đây quỷ vực không nhiều, đồ vật cất giấu trong bảo khố Đại Chu phần lớn là bảo vật có lợi cho võ giả tu hành. Nhưng những bảo vật này lại là những thứ Hành hài không cần, cho nên vị thiên tử kia mới có thể hào phóng bái Hành hài làm quốc sư như thế. Vậy Hành hài cần đồ gì? Bà chủ rất tò mò. Lý Nguyên trầm mặc, ấn tượng của hắn về Ngọc Kinh chỉ có mấy chuyện. Một riêng mục hộ tống một vị thanh quan đi Ngọc Kinh. 2. Hồng Liên Thái tử công chiếm Ngọc Kinh thành công nhưng không đuổi giết thiên tử, từ đó cho thiên tử một cơ hội để kêu gọi thế lực thiên hạ vây công. Sau đó thiên tử đổi ý, thế lực thiên hạ bức nợ, thiên tử trọng dụng hành hài để đối kháng. 3. Liễm y trai, hoặc là liễm y trai. Nước của hành hài quá sâu, nước của quỷ vực cũng quá sâu, bọn họ nguyện ý kết minh với Hoàng đế chắc chắn là có mưu đồ lớn. Lý Nguyên thì Thảo lại nói Ta nghi ngờ đồng dụng mất mùa hàng năm đều có liên quan đến những chuyện này. Bà chủ cũng hiểu ý của nam nhân nhà mình. Đồng dụng cần cỗi, dụng thịt phỉ nhiêu, mà càng gần dụng thịt tốt sẽ có quỷ vực càng đáng sợ. Giống như một dương một âm, đạo cao một thước ma cao một trượng. Phải biết, dụng thịt nơi biên thủy đã có thể sản xuất thịt yêu thú bát phẩm rồi, dụng thịt ở thành Ngọc Kinh bây giờ là bộ dáng gì, chỉ là ngẫm lại là biết nhất định bất phàm. Không biết khi nào mới kết thúc, bà chủ than nhẹ một tiếng, trước đây không như vậy năm nay nạn đói, năm sau được mùa, thế đạo có tốt có xấu, nhiều lắm cũng xem như vô thường. Nhưng bây giờ, hai, đây là năm thứ năm liên tiếp mất mùa. Nếu không là gia tăng chút ít đồng ruộng, gia tăng chút ít nông hộ, giảm bớt chút ít nông thuế, mấy huyện này sợ là đều trở thành địa ngục trần gian rồi. Đây là ông trời không cho người ta sống à? Năm nay đã gần đến mùa thu hoạch, mặt mày nàng không có bao nhiêu lạc quan, bởi vì nàng đã sớm đi thăm đồng ruộng rồi. Trên đất vàng. Nỗi ưu sầu của các hộ nông dân treo giữa lông mày đã nói lên tất cả, tháng 10, mất mùa, mà thịt yêu thú bát phẩm của dụng thịt lại tăng sản lượng, hơn nữa còn có xu thế mở rộng. Giữa mùa đông, huyện Sơn Bảo, huyết Đao môn theo thường lệ kiểm tra biên giới quỷ vực của quỷ vực chợ đen, sau đó phát hiện biên giới này mở rộng, tuy rằng còn chưa tới mặt đất, nhưng chỗ gần nhất cũng đã không quá 10 thước. Nếu là người nào nghịch nước muốn xuống hồ bơi một chút, nói không chừng sẽ bơi vào quỷ vực. Bởi vậy, cấm bài màu máu mới được dựng ở bên bờ nhìn thấy mà giật mình, đầu xuân năm sau. Huyện Thu Đường, đột nhiên trong quỷ vực Hố Vạn Nhân đi ra một vị quỷ phó lục phẩm cường đại, quỷ phó kia mặc quần áo cổ đại hoàn toàn khác với thời đại này. Cổ Tượng Tướng quân trực tiếp bị đánh cho choáng váng, nhưng may mắn vị quỷ phó này là loại oan có đầu nợ có chủ. Sau khi Cổ Tượng Tướng quân tránh ra, gã liền không truy kích nữa, mà là rời khỏi huyện Thu Đường, cũng không biết đi nơi nào. Một tháng sau, quỷ phó lục phẩm kia trở lại, phía sau còn kéo một cái bao tải lớn, trong bao tải chứa hơn 10 người chết cổ tượng tướng quân đi hỏi thăm một chút mới biết được sát vách có một huyện cả gia tộc đều bị một cường giả thần bí đồ sạch nhưng điều kỳ quái là gia tộc này ở địa phương có thanh danh rất tốt nổi danh thiện nhân căn bản không thể đắc tội với ai càng không thể đắc tội cường giả lục phẩm điều này làm cho cổ tượng tướng quân giận người vô cùng bởi vì y nghĩ tới một loại khả năng nào đó tục ngữ nói oan có đầu nợ có chủ như những người cổ đại kia trở lại nhân gian cừu nhân của bọn họ có lẽ đã sớm chết giả thế nhưng những quỷ phó này cũng không bỏ qua bọn họ tìm hậu duệ của những kẻ thù năm đó sau đó trực tiếp tàn sát cả gia tộc hậu duệ lại mang theo trở về hố vạn nhân như thế thật đúng là ứng với câu oan oan tương báo biết khi nào dừng mùa hè vô sự mùa thu thất thu đây là năm thứ bảy liên tiếp mất mùa mùa đông bà nguyên hoa ngẫu nhiên quan sát được bầu trời có thêm tuyến thần hồn mới lý nguyên và nàng tìm hiểu nguồn gốc sau đó phát hiện cửa hàng thợ mộc sống lại một lượng lớn người mất tích đồng thời lại có người sinh ra bệnh lạ máu thịt héo rũ Lý Nguyên và bà Nguyên Hoa đều biết máu thịt héo rũ chính là dấu hiệu xếp hàng tiến vào cửa hàng thợ mộc. Đột nhiên, bà Nguyên Hoa đi xương phòng số 14 bên trái trung phủ nhìn một chút, sau đó mang về kết quả bảo Đại Tòng còn sống. Nếu bảo Đại Tòng còn sống, vậy theo lý thuyết cửa hàng thợ mộc hẳn là vẫn bị kẹt mới đúng. Sau đó họ lại bắt đầu điều tra thêm người mắc bệnh máu thịt héo rũ để tìm hiểu tình hình trong cửa hàng thợ mộc. Và rồi một câu trả lời khủng khiếp xuất hiện: trong tiệm thợ mộc có thêm một loạt giá gỗ. Điều này có nghĩa là trật tự một hàng đợi ban đầu đã bị phá vỡ. Hàng đợi biến thành hai. Lý Nguyên và bà Nguyên Hoa lại bắt đầu bôn ba khắp nơi, làm giống như lần trước. Tiếp tục bắt những sơn phỉ không việc ác nào không làm, sau đó Lý Nguyên bôi máu sơn phỉ, lại mở cửa ném sơn phỉ vào tiệm thợ mộc. Nhưng lần này xảy ra chút ngoài ý muốn, sơn phỉ thứ nhất lại không thể chạy ra, thẳng đến người thứ hai mới thành công. Tiệm thợ mộc, một lần nữa bị chặn lại. Nhưng bất kể là Lý Nguyên hay bà Nguyên Hoa, đáy lòng đều trầm trọng vô cùng, giống như đè nặng khối sắt. Quỷ vực không phải là bất động, nó đang phát triển. Hôm nay tiệm thợ mộc có hai hàng giá gỗ, vậy sau này thì sao? Không ai biết được nó có thể biến thành mười mấy hàng, thậm chí mấy chục hàng, mấy trăm hàng giá gỗ hay không. Một hàng hai hàng còn có thể chặn, nhiều hơn, làm thế nào chặn. Bận rộn xong nhưng Lý Nguyên và Bàng Nguyên Hoa lại không hề có chút vui mừng nào. Bởi vì, thế giới này đang phát sinh biến hóa khủng khiếp nào đó hiện tại chẳng qua là khởi điểm của biến hóa này mà thôi sau khi trở lại trang viên bách hoa lý nguyên bắt đầu tu luyện kỹ năng với số lượng lớn chẳng qua bởi vì tài nguyên và kỹ năng lục phẩm đều cần mua bằng huyết kim cho nên những kỹ năng hắn có thể đạt được vẫn là thất phẩm hắn không phải là không muốn phá nhập ngũ phẩm nhưng càng thử hắn lại càng hiểu ngũ phẩm là một cảnh giới không thể tưởng tượng được thậm chí có lẽ không phải dựa vào cảnh giới mà người ta có thể đột phá tới loại chuyện này hắn cũng không phải hoàn toàn không có kinh nghiệm Trước khi xuyên qua hắn đã xem qua một vài thứ, trong những thứ đó có nhắc tới các loại công pháp như đạo tâm trùng ma, còn có phương pháp thăng tiến lực lượng như chiếm đoạt đặc tính. Lý Nguyên càng thử, càng cảm thấy công pháp ảnh huyết của thế giới này rất có thể chính là con đường như vậy. Hắn là người gieo hạt, hắn đã gieo hạt giống, sau đó, hắn cần phải chờ hạt giống mọc rễ và nảy mầm rồi kết quả. Sau đó, hắn lại đi cướp lấy những quả kia. Ăn những quả đó và hắn có thể nhìn thấy con đường phía sau. Rất thực tế cũng rất tàn khốc, nhưng chỗ cao không lạnh, đại đạo thông thiên, nhưng chỉ có một người có thể đi. Hoàng vị lừng lẫy, có khi nào là hai người đâu. Suy đoán mơ hồ, làm cho hắn tựa như hiểu rõ một ít chân tướng của thế giới. Phần nổi của tảng băng trôi cũng đã lạnh thấu xương, cuối mùa đông. Phương Bắc đột nhiên bùng nổ một đám loạn binh, những loạn binh này hoàn toàn không có lý trí gì, ánh mắt cuồng loạn, bọn chúng mất trí và xông loạn vào trong linh dương khẩu. Nhưng mà ba huyện sơn bảo, hoa mạch Thiên Nam sau Linh Dương Khẩu đã sớm trở thành một chỉnh thể xoay quanh võ lư. Ba phương xuất động cao thủ, rào sát toàn bộ đám loạn binh này, sau đó luân phiên chấn thủ để ứng phó loạn binh bất thường ập đến kia. Linh Dương Khẩu cũng bắt đầu tiến hành chuyển hóa thành quan ải. Nhưng điểm quái dị chính là những loạn binh kia giống như là hoàn toàn điên rồi, căn bản cũng không sợ chết, nhưng bọn họ cũng không giống là bí quân do bí pháp chế tạo, chính là thuần túy điên rồi mà thôi. Mùa đông năm nay, thời tiết không lạnh, ngược lại là ánh mặt trời chói chang. Mùa đông khắc nghiệt, trăm hoa đua nở, nở rộ tươi đẹp. Vẻ rực rỡ làm cho mọi người kinh hoàng, sợ hãi. Nhưng vào lúc này, bầu trời cuối cùng đã có một trận tuyết rơi dày. Nhiệt độ không khí tựa như vách đá, chuyển biến đột ngột, trăm hoa đua nở vào ngày hôm sau đã đồng loạt héo tàn, trông giống như là ông trời chơi đùa. Mà những thứ bất thường này lại làm cho đáy lòng Lý Nguyên càng ngày càng ngột ngạt. Nhưng những gì hắn có thể làm chỉ là mở rộng độ sâu của hồ kỹ năng của bản thân và đồng thời đe xuống sự dày vò, kiên nhẫn chờ đợi hạt giống mọc dễ nảy mầm đầu xuân trong trang viên lý nguyên mình trần mang phụ trọng tay cầm lòng đao thương nhiều lần luyện tập đâm thương tựa như rắn độc chui ra từ cỏ nhanh ác hơn nữa mỗi một góc độ và phương hướng đều không có bất kỳ biến hóa nào thương thuật là một phương hướng để lý nguyên mở rộng hồ kỹ năng kỹ năng này có thể trực tiếp tăng cường sự linh hoạt của hấn trong lúc chiến đấu vèo 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 vù 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 lại là liên tiếp sáu thương nhưng sáu thương lại là đâm vào cùng một chỗ trong không gian có thể nói là phương vị hoàn toàn trùng lập. Tâm niệm thiếu niên vừa động, lại là mấy thương ảnh nhào vào một chỗ khác, hơn nữa lại đánh chúng cùng một vị trí. Đây là một môn kỹ năng thất phẩm tỏa hầu trường thương mà hắn thu thập được, hiện giờ đã gần viên mãn. Ngoại trừ ở lúc phá cảnh, Lý Nguyên có thêm một điểm kỹ năng ra, còn lại toàn bộ quá trình đều dựa vào chính hắn tu luyện. So với lúc trước âm bà liên hoàn thương liên miên không dứt, tỏa hầu trường thương này chú trọng chuẩn xác hơn. Đó là một con ruồi ong ong bay tới, Lý Nguyên nói đâm cánh trái của nó, sẽ không đâm sang bên phải. Luyện xong tỏa hầu trường thương, thiếu niên lật bàn tay, long đao thương đột nhiên trở nên linh hoạt, từ rắn độc rời lùng cỏ biến thành chim trong mây xoay quanh trong lòng bàn tay, bay lượn giữa ngón tay. Mũi thương như mỏ chim, ngay cả điểm tám hướng, mỗi một điểm đều là trong nháy mắt, không chút lưu luyến. Giống như cây thương trong tay hắn đã sống lại, một giây trước còn ở phía đông, giây sau đã đến phía tây, biến ảo khó lường. Pháp môn này là một kỹ năng thương pháp thất phẩm khác mà Lý Nguyên đang tu luyện, tên là Ngũ Chỉ Thoan Lâm Thương so với liên miên không dứt tinh chuẩn thương pháp này càng chú trọng linh hoạt quỷ biến luyện xong ngũ chỉ thoan lâm thương thương trong tay thiếu niên đột nhiên lại biến đổi biến thành thế mạnh mẽ nặng nề một lát sau thương lại thay đổi thương đi như du long điểm kích khó lường lại một giây sau thương thuật lại trở nên giản dị tự nhiên nhưng trong tự nhiên lại ẩn giấu đủ loại sát chiêu ba loại thương pháp tiếp theo này lần lượt gọi là hội thông can tử hiến bả mai hoa hỗn nguyên tử mẫu lý nguyên dùng cảnh giới lục phẩm viên mãn tu hành kỹ năng thất phẩm hắn vốn là thương đao hợp luyện tu hành ngược lại tốc độ tu hành có thể nói là cực nhanh năm thương đồng luyện cũng chưa từng trì hoãn đợi đến khi luyện xong năm thương trời đã tối đen nhưng ngày hôm nay lại có chút khác với ngày xưa một phong thư từ xa mà đến đặt ở bên cạnh hắn thư là diêm mục viết nội dung rất đơn giản y sẽ trở lại lý nguyên đưa cho diêm nương tử xem diêm nương tử cười nói Tướng công, chàng sắp có thêm một đứa cháu trai rồi. Lý Nguyên nói, ta với y từng là huynh đệ, ta tự mình đi đón y. Diêm đương tử sửa lại, là cháu trai, cháu trai, không phải huynh đệ. Lý Nguyên mỉm cười. Đêm đó, hắn đi tới mật thất, hơi suy tư một chút, làm một sinh mệnh đồ lục với quỹ tích giả. Có lẽ là hắn đa tâm, nhưng bằng hữu khi xưa trở về, năm tháng chưa chắc không thay đổi trái tim của cố nhân. Mặc dù Diêm Mục không nói, hắn cũng có thể đoán được Diêm Mục là đệ tử thế lực lớn, không chỉ là đệ tử thế lực lớn, hơn nữa còn là loại đệ tử có quan hệ. Nếu không y làm sao có thể theo biến hóa của chiến cuộc mà sinh ra tâm tình dao động cực lớn, làm sao có thể sống sót ở một nơi như thành Ngọc Kinh. Phải biết, Diêm Mục lớn hơn hắn 2 tuổi, cho dù là thiên tài trong thế lực lớn, thực lực kia cũng đặt ở đó. Hắn đối với cháu trai Diêm Mục, huynh đệ Diêm Mục này sẽ đối đãi bằng thân tình. Nhưng hắn đối với vị đệ tử thế lực lớn kia, phải giữ lại một tay, cuối xuân. Lý Nguyên Khổ Tư tìm hiểu, đem sáu loại thương pháp dung hợp làm một, đặt tên là lục hợp. Lục hợp và tuổi thành giống nhau, đều thuộc về tuyệt kỹ trong thất phẩm, là tuyệt đỉnh của kỹ năng thất phẩm. Nếu nói tuổi thành là uy lực bá tuyệt nhất đao chảm. lục hợp lại quanh thân đều có thể xuất thương, trong nháy mắt đã tới, biến hóa kỳ lạ lại có lực xuyên thấu cường đại, tuyệt kỹ như vậy đối với thực lực tổng hợp của Lý Nguyên cũng không tăng lên bao nhiêu, nhưng lại có thể làm cho năng lực thực chiến của hắn tăng lên không nhỏ. Mà đúng lúc này đệ tử được phái đi bến đỏ trường miên đã thả bồ câu bay truyền về tin tức diêm mục tới bọn họ sẽ ở bên ngoài nghỉ ngơi một đêm hai ngày sau đi qua linh dương khẩu lý nguyên nhận thư nói một tiếng với diêm nương tử và bà chủ liền cưỡi khoái mã xách hai vò rượu ngon ra cửa bắc nhanh chóng đi hai ngày trôi qua rất nhanh lý nguyên cũng đến lối ra vào huyện thủy tam trăm hoa đua nở khoe màu đua sắc chập chờn trong gió phiêu hương mười dặm thiếu niên thản nhiên xuống ngựa ngồi chờ đợi giữa cỏ dài dưới tàng cây già bên cạnh linh dương khẩu một canh giờ sau trong linh dương khẩu có một thân ảnh áo trắng dưới sự vây quanh của đệ tử huyết đao môn đang dục ngựa mà vào thân ảnh kia hơi gầy có chút nho nhã như văn sĩ mà khuôn mặt thì lý nguyên rất quen thuộc chính là diêm mục diêm mục lớn hơn hắn 2 tuổi năm nay coi như là 25. 25 tuổi vốn nên là hùng tâm vạn trượng muốn mưu một phen sự nghiệp huống chi đây là một thanh niên đã ở lâu tại thành ngọc kinh thế nhưng Lý Nguyên chỉ nhìn thấy mỏi mệt, thất vọng cùng với vẻ mặt tang thương và nghèo túng. Lý Nguyên lại nhìn lướt qua thông tin bên cạnh diêm mục, 500 đến 530, 600, 630. Vừa nhìn, suy đoán của hắn lúc trước đã được chứng minh hơn phần nửa. Thật không ngờ diêm gia lại là hộ có quan hệ rất lớn. Ít nhất là diêm mục đúng như vậy. Nếu không, với thực lực này, làm sao sống sót ở Ngọc Kinh? Phải biết, diêm mục vào 8 năm trước đã hộ tống vị thanh quan kia đi Ngọc Kinh. Thực lực Diêm Mục 16 tuổi nhiều lắm chỉ là thất phẩm đi. Tính thêm một chút, sơ nhập lục phẩm là ghê gớm rồi. Cho nên, Lý Nguyên tiếp tục suy đoán, Diêm Mục căn bản cũng không phải một người hộ tống người nọ đi Ngọc Kinh. Rất nhiều ý niệm hiện lên, hắn mặt lộ ra mỉm cười, cầm theo rượu ngon, mở ra hai tay, nghênh đón. Diêm Mục nhìn thấy Lý Nguyên, cả người sửng sốt, bởi vì Lý Nguyên biến hóa thật sự quá lớn. Năm đó thiếu niên thành thật gầy yếu, có vài phần hào hùng kia, hôm nay lại tư thế oai hùng, thể lực hoành tráng, còn chưa tới gần đã có một cỗ khí áp bách đến trước, mà chính y cũng thay đổi rất nhiều. lúc đi hào hùng vạn trượng, lúc này lại vẻ mặt râu ria, nghèo túng đầy mắt, tăng thương vô cùng. diêm mục vội vàng nhảy xuống xe ngựa, hô to di phụ lý nguyên tiến lên vài bước, ôm y cười nói, diêm huynh lần này đi trung nguyên hình như uống chưa đủ rượu à? diêm mục ngẩn người, lý nguyên hào sảng cười to nói, nếu uống đủ rượu, tại sao mắt đầy mệt mỏi? diêm mục mỉm cười nặn ra chút tươi cười nhắm mắt hít sâu một hơi cảm khái nói ngọc kinh mặc dù tốt không bằng sớm về quê ở đây vẫn tốt lý nguyên ném cho y một vò rượu ngon nói không phải ta khoác lác rượu này được ủ bởi từ lâu của một bà nương khác của ta nổi tiếng gần xa diêm mục mỉm cười y quen uống rượu ngon như thế nào lại chờ mong nhiều tới rượu ở địa phương nhỏ này bất quá một ít lo lắng khi y về cũng tan thành mây khói huynh đệ vẫn là huynh đệ trong quá khứ mà năm đó khi y giao phó gì nhỏ cho huynh đệ, vốn cũng có ý định tác hợp. Tiếng di phụ này kêu cũng không ngoài ý muốn. Y lập tức vỗ bùn đón gió, đưa tới bên miệng, chợt thoáng ngừng lại, thấy Lý Nguyên một tay cầm vò, từ xa kính y, y mới cười nói, "Ngụm này uống không phải là uống rượu, mà là tình cảm huynh đệ ta gặp lại." Dứt lời, hai người nhìn nhau cười, "Uống rượu ngon." Rượu vào yết hầu, diêm mục mới lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nói một tiếng, "Rượu này, hương vị ngọt." Lý Nguyên cười nói, CMN uống ngon. Diêm mục sửng sốt, cũng cười nói, CMN uống ngon. Lý Nguyên lại vỗ vai y nói, nếu đã trở về, thì ở thêm vài ngày, tốt nhất nên ở lại, Ngọc Kinh có gì tốt. Ngọc Kinh, Ngọc Kinh, Diêm mục dường như nhớ tới chuyện gì, sau đó thở dài một tiếng. Lý Nguyên nói, đại trưởng phu, thở dài cái gì. Diêm mục lộ ra vẻ tự diễu, nói, năm đó ta còn quá trẻ, ta cho rằng ta hộ tống chính là một thanh quan vì lợi ích của dân, nhưng không ngờ cũng chỉ là hạng rùi bu, hám lợi cho má. Thanh quan chỉ là ngụy trang của gã, là mặt nạ của gã, ta bị gã lừa. Dứt lời, y càng phát ra phẫn nộ, mượn hơi rượu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bi phẫn vô cùng quát, cổ chi thánh hiền, lo nước lo dân, hôm nay an tại, an tại. Lý Nguyên kinh ngạc nhìn y một cái, vị cháu trai này là thật sự vì nước vì dân sao. Hắn phất tay về phía sau, nhìn đệ tử huyết đao môn xung quanh nói, các ngươi về trước. Đệ tử huyết đao môn lần lượt ôm quyền, cung kính hành lễ, sau đó tuân theo lệnh lão tổ dục ngựa đi. Chỉ chốc lát sau, đường dài rằng giặc, chỉ còn lại hai con ngựa đi song song cạnh nhau. Lý Nguyên lúc này mới hỏi, vậy thanh quan đã chết rồi sao, không chết. Diêm Mục nói, gã chẳng phải là thanh quan cần ta hộ tống, mà là đệ tử nội môn của một thế lực lớn, bản thân gã có thực lực mạnh hơn ta, nhưng lại giả yếu. Sở dĩ gã đi Ngọc Kinh là bởi vì gã biết hồng liên tặc sắp nổi lên, muốn sớm đi báo lại những tin tức này cho thế lực của gã. Thế lực nào? thần mục điện diêm mục nói sau đó ngửa đầu nói tiếp ngươi biết tại sao gã phải nhanh chóng đi vào trong môn báo cáo lại tin tức này không lý nguyên phối hợp lắc đầu gần đây ta mới biết dứt lời diêm mục siết chặt nắm tay con chó kia sở dĩ nói cho thần mục điện không phải hy vọng thần mục điện liên hợp thế lực khác chấn áp hồng liên tặc để tránh sinh linh đổ thán gã 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 lại muốn cho các thế lực lớn xả nước để mặc cho hồng liên tặc một đường công tới thành ngọc kinh chờ hồng liên tặc đánh đã đời với hoàng thất bọn họ lại ngồi ngư ông đắc lợi diêm mục cơ hồ là gào thét nói ra những lời này dứt lời y như quả bóng cao su tự giễu cười ta thật ngốc thật sự lý nguyên thở dài vỗ vai diêm mục an ủi diêm huynh huynh không ngốc đổi lại là ta ta cũng sẽ làm như vậy diêm mục kích động nghiêng đầu hai mắt đỏ lên rưng rưng nước mắt nói hảo huynh đệ hai người dục ngựa một hồi sắc trời đã tối liền tạm trú ở phía bắc huyện thiên nam trong khách sạn hai người lại chè chén một bữa sau đó trở về xương phòng. Lý Nguyên lúc này mới biết được một ít tin tức về Diêm Mục. Năm đó, Diêm Mục tuổi nhỏ ra ngoài bái sư, học hồi liễu công, lại một đường tăng lên tới thất phẩm, sau này lưu lạc giang hồ, vô tình kết giao một vị thanh quan. Thanh quan này thấy bản lĩnh của y, liền mời y đi cùng lên kinh, mong y hộ tống. Đồng hành với y còn có một số nhân sĩ giang hồ khác, nhưng thanh quan kia lại chăm sóc hắn rất nhiều. Sau này, Diêm Mục mới biết được nguyên nhân. Hồi liễu công này là công pháp cơ bản của thần mộc điện, y thiên phú thượng giai vừa nhập thất phẩm liền nhận tổ quy tông sáng sớm hôm sau hai người tiếp tục lên đường đến trạng vạng tối mới chạy tới huyện sơn bảo vừa vào huyện lý nguyên dẫn cháu trai đi thẳng tới trang viên bách hoa mà trước trang viên diêm nương tử đã dẫn tiểu thánh chờ đợi hai người xuống ngựa quạ đen trên vai tiểu thánh hô một tiếng cha diêm nương tử chỉ vào diêm mục cười nói đó là biểu ca của con tiểu thánh bĩu môi vừa định thử gọi biểu ca diêm mục lại nhíu mày sau đó thất thanh nói đây là hành hài trời sinh. Lý Nguyên hơi liếc mắt. Diêm Mục mới nhận ra mình lỡ lời, sau đó kéo Lý Nguyên sang một bên nhẹ giọng nói, "Dượng à, đứa nhỏ này không thể gặp người, nếu không tất sẽ gây ra đại họa." "Tại sao?" Thân sắc Lý Nguyên bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Diêm Mục nói, "Ngươi vẫn luôn ở vùng biên thùy này cho nên không biết, nhưng bên ngoài, hành hài và võ giả đã là thế bất lưỡng lập. Đứa nhỏ này hai mắt như ngọc, chính là một loại hành hài trời sinh cực kỳ hiếm thấy được ghi chép trong sách cổ." "Không, đã không thể dùng hành hài trời sinh để hình dung đây chính là ác quỷ sống nếu nó bị võ giả của thế lực lớn nhìn thấy tất nhiên sẽ giết không tha nếu bị hành hài nhìn thấy nhất định sẽ muốn rời khỏi nơi đây đi xa vạn dặm không trở về nữa hai mắt như ngọc trời sinh hành hài ác quỷ sống sách cổ ghi lại gọi là ngọc hải tại sao tiểu thánh lại là ngọc hải điểm này bất kể là diêm ngọc hay là lý nguyên trong lòng đều biết rõ bây giờ nên làm như thế nào hai người đều tạm thời trầm mặc. Trong quá khứ có lẽ còn tốt, nhưng trong thời kỳ trận doanh võ giả và hành hài phân lập thì lại tương đối chí mạng. Đối với võ giả, đây là một ma chủng mà trong tương lai có thể mang đến tai họa hoặc là giết để cắt đứt hậu hoạn, hoặc là nhốt lại để đầu cơ trục lợi. Đối với hành hài, đây chính là một bảo bối, về phần là dạy bảo bối này hay là dùng bảo bối này hoặc là giải phẫu bảo bối này để thử khai quật ra bí mật của Ngọc Hải, chẳng ai biết cả. Trong xương phòng, sáp nến vang lên bíp bíp, bàn ghế và tủ quần áo rơi xuống bóng mờ nữ hài mù quáng ngây thơ vô trì diêm nương tử ôm chặt nàng thỉnh thoảng khẩn trương hô gọi quạ đen về đi đừng để chúng bay bên ngoài nữa sự căng thẳng của cô làm tiểu thánh sợ hãi tiểu cô nương không biết đã xảy ra chuyện gì ánh mắt trông mong nhìn nương lại nhìn cha con ngươi như ngọc lưu ly cũng nổi lên ánh nước lý nguyên đột nhiên đứng lên tiếp nhận nữ nhi nhà mình từ trong ngực diêm nương tử sau đó hắn lộ ra nụ cười nụ cười này làm cho không khí như băng bị phá vỡ Hắn ôm lấy áo bông nhỏ, xoay hai vòng giữa không trung, sau đó nói, bởi vì tiểu thánh là đại nhân vật, không giống với mọi người, nếu bị phát hiện thì không ai chấp nhận được. Tiểu cô nương ai một tiếng, mở mắt nhìn về phía phụ thân, nói, "Cha, con, chim nhỏ." Lý Nguyên cười nói, "Cha cũng thu hồi chim về, được chưa?" Tiểu cô nương lại nói, "Nương, con, trong mộng." Diêm Nương Tử biết ý của Lý Nguyên, tức giận cười nói, "Trong mộng không ai quản con." Ngao, tiểu nữ hài bắt đầu gọi quạ về chỉ chốc lát sau chỗ cửa sổ liền truyền đến âm thanh uỵ uỵ và tiếng gõ rất nhỏ vào giấy dầu lý nguyên mở cửa sổ dọc cửa sổ có hai con quạ đứng rất lễ phép trên đỉnh đầu quạ đen trôi nổi con số 35 đến 36, đây đã là lực lượng của thiên tài trong cửu phẩm rồi. Đêm nay, quạ đen bay vèo vèo từ bên ngoài vào phòng, giống như đứa trẻ trở về nhà, xếp hàng chỉnh tề đứng trên xà nhà, tổng cộng 32 con. Diêm nương tử dỗ tiểu thánh ngủ, sau đó mặc áo lót, lưng dán vào trong ngực nam nhân nhà mình, mặc cho hắn ôm. Tràn đầy tâm sự mà nhẹ giọng nói, nếu không nhờ Diêm Mục nói cho chúng ta biết đứa nhỏ này là Ngọc Hải, chúng ta còn chẳng hay biết gì. Tướng công, sau này chúng ta sẽ nhốt tiểu thánh ở nhà sao? Không đợi nam nhân trả lời, cô lại nức nở, đứa bé này mệnh thật khổ, từ nhỏ ông trời đã không cho nó con mắt. Hiện tại ông trời cũng không muốn chứa chấp nàng luôn sao? Trời lớn như vậy, đất lớn như vậy, nữ nhi nhà chúng ta cũng chỉ có thể sống ở trong sân nhỏ này thôi sao? Hành hài thì làm sao, võ giả thì làm sao bọn họ đánh bọn họ có liên quan gì với chúng ta chúng ta đâu có làm phiền họ ô ô ô cũng không chọc bọn họ nước mắt cô chảy ròng ròng lý nguyên ôm vai nương tử cảm thụ được đôi vai gầy yếu ấy đang run rẩy hắn có thể tưởng tượng được một khi đứa nhỏ này bị người phát hiện một khi sự tình không giấu được vậy có lẽ hắn cũng chỉ còn lại có hai lựa chọn hoặc là bỏ qua đứa nhỏ này hoặc là đối địch với võ giả và hành hài đương nhiên hắn cũng sẽ không ngốc đến mức đối địch với tất cả mọi người hợp tung liên hoành hỏa mù bịa đặt cáo mượn oai hùm gì gì đó đều sẽ có nhưng rốt cuộc có như thế nào thì cũng đều sẽ là sắc khí tứ phía bộ bộ kinh tâm một bước này chính là bước vào vòng xoáy hung ác của thời đại từ nay về sau không còn được an bình nữa diêm nương tử khóc một hồi đột nhiên ngừng không biết đang suy nghĩ cái gì hai mắt ướt át tuy rằng sưng đỏ nhưng ánh mắt lại dần dần trở nên thâm thúy và kiên quyết nhưng một giây tiếp theo tâm thái kiên quyết này bị đánh vỡ. Lý Nguyên nói, ta có biện pháp. Diêm nương tử vội vàng hỏi, biện pháp gì? Lý Nguyên nói, hai mắt như ngọc, là ngọc hải. Vậy ta cho nàng một đôi mắt, lại đội nón che mặt, không phải là được rồi sao? Diêm nương tử, ngày hôm sau, sớm. Lý Nguyên tìm được bà Nguyên Hoa, lấy quỷ tiền mệnh giá một phân, nói, bà cô nương, lại mua giúp ta một hộp son màu xám. Bà Nguyên Hoa cũng không hỏi nhiều, chỉ chốc lát đã mua được. Sau đó, Lý Nguyên đi tới Đại Ngục huyện Sơn Bảo, lật xem danh sách tù nhân, sau đó giải tán cai ngục bảo ra ngoài chờ. Ngục tốt rời đi, Lý Nguyên khóa trái cửa đại ngục, bước xuống theo bậc thềm đá lạnh lẽo. Tiếng bước chân đát, 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 chậm chậm như ác ma đòi mạng. Mà đột nhiên, bước chân này dừng lại. Lý Nguyên nhìn một nữ nhân bị giam giữ trong lồng tử tù độc lập. Nữ nhân này là một người môi giới nhưng không chỉ làm những chuyện đơn giản như mua bán hàng sống mà còn chuyên môn ở thôn phường thừa dịp người trong thôn không chú ý mà bắt cóc hải tử. Về phần bắt cóc để làm cái gì, Lý Nguyên chỉ là nhìn lướt qua, đáy lòng không còn một chút thương hại nào, kết, hắn mở lồng giam. Nữ nhân hoảng sợ, la hét, làm gì, ta còn chưa tới ngày hành quyết, à. Lý Nguyên trực tiếp đánh ả ngất xỉu, xách đến một hình thất độc lập, trói nàng lại, thêm một xô nước lạnh dội tỉnh ả, sau đó thản nhiên nói, phối hợp tốt, thả ngươi một con đường sống. Nữ nhân thấy khẩu khí của hắn rất lớn, lại đi tới đi lui tự nhiên ở trong đại ngục, liền vội vàng lấy lòng nói: "Dạ, dạ, đại nhân ngài cứ việc hỏi." Lý Nguyên nói: "Ta sẽ móc mù mắt của ngươi, sau đó sẽ giúp ngươi chữa khỏi." Nữ nhân ngẩn người. Bàn tay Lý Nguyên khẽ động, hàn quang lóe lên, hai mắt nữ nhân đẫm máu. Nữ nhân la hét thảm thiết. Lý Nguyên nói: "Đừng hét, bây giờ ta sẽ chữa trị cho ngươi." Dứt lời, hắn lấy ra hộp son màu xám từ trong thanh trang bị, mở ra. Son phấn trong hộp như cho giấy, tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Hắn giơ tay, điểm son, nhẹ nhàng bôi lên mặt nữ nhân. Son phấn này rất kỳ quái, mặc dù ngươi không phải là người biết trang điểm, chỉ cần nghĩ trong lòng, son phấn này sẽ căn cứ vào suy nghĩ trong lòng ngươi và bôi lên mặt. Một lát sau, một chút son phấn cuối cùng trong hộp đã dùng hết, Lý Nguyên thoa xong. Nữ nhân đã được trang điểm, nhưng sau khi trang điểm lại vẫn là bộ dáng của nữ nhân, chỉ có điều có thêm một đôi mắt không bị móc mù. Quả nhiên, Mắt mù của nữ nhân đã biến mất, đôi mắt đó không khác gì ban đầu, thậm chí lấp lánh hữu thần. Lý Nguyên nâng cầm, lặng lặng nhìn. Trong khi nữ nhân vẫn đang gọi, được chưa, xong chưa? Lý Nguyên nói, được rồi. Nữ nhân kia nói, à, ta vẫn không nhìn thấy gì hết, ngươi không có chữa khỏi mắt của ta, à. Lý Nguyên sửng sốt một chút, lấy gương đưa tới trước mặt nữ nhân. Hai mắt của nữ nhân đang chớp, không khác gì người thường, đó là một đôi mắt có thần, vô luận là trên mặt nàng. Hay là trong gương đều thể hiện rõ ràng như thế, ta không thể nhìn thấy, hoặc ta không thể nhìn thấy, nữ nhân gào khóc, kêu thảm thiết. Lý Nguyên mặc cho nàng gào, đặt gương xuống, ngồi trong hình thất này một ngày một đêm, trong lúc đó nữ nhân thậm chí ngủ một lần, nhưng sau khi tỉnh ngủ vẫn không nhìn thấy. Lý Nguyên hiểu được, hộp son màu xám tuy có thể thay đổi ngoại hình, nhưng không thể thay đổi khuyết điểm của bản thân con người. Người mù, mặc dù bị trang điểm vẽ mắt, nhưng vẫn là người mù. Lý Nguyên lại đợi một đoạn thời gian thấy nữ nhân này không có di chứng gì, lúc này mới chỉ ngón tay ra, đầu ngón tay chảy ra hạt máu. Vết máu chảy trên khuôn mặt nữ nhân. Tiếng xì xì vang lên, giống như là hỏa diễm rơi vào hầm băng, cực dương rơi vào cực âm. Huyết châu của Lý Nguyên không ngừng chảy, những huyết châu này sau khi chảy ra liền không cách nào thu hồi, tựa như lực lượng siêu phàm trong đó đều đã hao hết. Sau mấy hơi thở, khuôn mặt của nữ nhân đã được rửa sạch bởi máu của Lý Nguyên, trang điểm không còn, đôi mắt hữu thần kia lại biến thành mắt mù. Lý Nguyên cắt lưỡi nàng sau khi ra ngoài lại dặn dò cai ngục một câu mau hành hình quản ngục vội nói hôm nay hành hình sau đó lại hô đao phủ đâu mau đi gọi đao phủ bảo hắn đi chợ chuẩn bị lý nguyên ra khỏi đại ngục hắn đã hoàn thành thí nghiệm tiếp theo hắn có thể vẽ mắt cho tiểu thánh đêm đó diêm nương tử khẩn trương ngồi ở một bên nhìn lý nguyên lấy ra một hộp son màu xám quái dị lại dùng thứ giống như cho giấy trong hộp để bôi lên mặt tiểu thánh tuy rằng cô tò mò nhưng không hỏi một câu Cô biết, tình yêu của Lý Nguyên đối với nữ nhi cũng không ít hơn cô. Trong chốc lát, son phấn đã bôi hết, mắt mù của tiểu nữ hài liền biến thành một đôi mắt, một đôi mắt vừa có thần vừa đáng yêu. Diêm nương tử ngây dại. Lý Nguyên thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nói lại tác dụng của hộp son này, cùng với chuyện mấy ngày hôm trước hắn đi đại ngục huyện Sơn Bảo. Diêm nương tử lộ ra vẻ mừng rỡ, lần này thì tốt rồi, lại đội nón che mặt, ai còn có thể biết tiểu thánh nhà mình là Ngọc Hải. Thật tốt quá, tướng công. Diêm Nương Tử thở phào nhẹ nhõm, tâm tình Lý Nguyên cũng thoáng thả lòng xuống. Hai người lại nhìn Tiểu Thánh một lát, phát hiện rất bình thường, không có gì không đúng, liền gọi Tiểu Thánh dùng quạ đen đến xem. Một con quạ từ xa nhà rơi xuống, đứng trên vai Tiểu Thánh, nhìn vào gương. Tiểu Thánh phát ra tiếng cười sữa, giống như cảm thấy bộ dáng mới của nàng rất buồn cười. Đêm đó, một nhà ba người ngủ. Tiểu Thánh ngủ trong cùng, Diêm Nương Tử ngủ ở giữa, Lý Nguyên ngủ bên cạnh. Ngủ đến nửa đêm, giường yên tĩnh chợt rung lên càng run càng nhanh lý nguyên bỗng nhiên mở mắt vừa nhìn đã thấy cả người tiểu thánh run rẩy và co rúm người lại hắn vội vàng tới gần thấy hai mắt tiểu thánh biến ảo bất định một hồi biến thành lưu ly bạch một hồi lại lấp lánh hữu thần một hồi lại bắt đầu vặn vẹo hắn lại chạm vào tiểu thánh nhưng cảm thấy toàn thân nữ nhi mình lạnh như một khối băng tiểu thánh hắn vội vàng kêu lên sau đó lại đẩy nhưng tiểu thánh lại kêu không tỉnh cũng đẩy không tỉnh diêm tỷ tỉ hắn lại đẩy diêm ngọc nhưng diêm ngọc cũng đang ngủ thế nào cũng không tỉnh lý nguyên chấn định lại rồi nóng này đáy lòng như lửa đang cháy hắn chỉ cần nghĩ liền biết có liên quan việc sử dụng hộp son màu xám lúc ban ngày chẳng lẽ là thể chất khác biệt sao phạm nhân tử hình kia chỉ là người bình thường mà tiểu thánh là ngọc hải lý nguyên suy nghĩ một chút nói ngọc hải là ác quỷ sống mà hộp son màu xám lại rõ ràng là thứ mà một ác quỷ khác bán để một ác quỷ dùng đồ vật của ác quỷ khác hắn hối hận vỗ đùi một cái sau đó nhanh chóng lấy ra thẻ treo bằng đồng có thể ngăn cản nguyên rủa từ trong thanh trang bị định đặt vào trong lòng tiểu thánh nhưng mới vừa động hắn lại thu hồi thẻ treo bằng đồng cũng là đồ của ác quỷ cái này cũng không thể cho tiểu thánh dùng nhưng tiểu thánh bất tỉnh vì sao diêm tỷ cũng bất tỉnh để át có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn rất mong mọi người ủng hộ để át có kinh phí mua bản dịch cảm ơn mọi người nhiều nha